Ok, alo. Alo, có bạn nào vào chưa nhỉ? Bạn nào vào rồi lên tiếng cô biết với nhé. Ok, alo. Ok, rồi cô thấy các bạn vào rồi nhé, bạn đợi cô một xíu. Để cô share vào các cái nhóm cho các bạn vào học nè. Bạn nào đang xem các bạn share bài giúp cô với nha. Ok, rồi cô thấy các bạn rồi nào. Chào bạn đầu tiên là bạn Hồng Ngọc, bạn Mai Văn Đại nè, bạn Hoài Thương, bạn Mạnh Quyền, bạn Hữu Đạt nè, bạn Thu Thủy, bạn Đặng Trường, bạn Nguyễn Tiền. Cô like một buổi cho lớp 11. Ok, lớp 11 để cô xếp xếp tuần sau nhé. Bạn Ánh Chu nè, bạn Đại là em vào sớm nhất lớp hả? Ok, bạn Trần Văn Tiến nè, ok, bạn Trần Ngọc, bạn Thục Nhi, bạn Phạm Hằng, bạn Thùy Dương nè, bạn Minh Nhật, bạn Thanh Hưng, bạn Văn Tiến, bạn Công Thịnh, bạn Quốc Tuấn. Ok, rồi nói chung là còn còn nhiều bạn quá cho nên là cô chào hết nha. Hello tất cả các bạn, bạn nào đang xem các bạn share bài giúp cô với nhé. Hoặc là gì tag tên rủ các bạn khác vào học giúp cô nào. Đợi lên đúng 200 m rồi chúng ta bắt đầu sửa đề luôn, được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ sửa cái đề ôn thi cuối học kỳ số 1. Đề này là đề cô soạn. Còn cái hôm trước cô có sửa một đề rồi, nhưng mà đề đó là đề thi của cái trường gì, trường của sở gì bạn, cô quên rồi, sở gì, sở Nam Định đúng không, sở Nam Định đúng rồi, năm ngoái. Hôm nay là đề này cô soạn nhé. Bạn Kiều Anh là em chưa thi giữa kỳ. Ok, bạn nào chưa thi giữa kỳ thì các bạn cũng nên ôn ôn, để thế nào chúng ta cũng phải thi giữa kỳ đúng không. Có khi là trường sẽ, khi mà tổ chức đi học lại rồi, trường sẽ cho bạn làm đề thi giữa kỳ cuối kỳ nó liên tiếp nhau luôn á, được không? Nói chung là mình cứ qua cứ ôn tập, chắc là đến lúc đó dù có thi cỡ nào thì chúng ta cũng không có sợ, đúng không? Ok, rồi chào bạn Hồng Trang nè, bạn Hoàng Vũ nè, bạn Trung Kiên, bạn Xuân Mai, bạn Hữu Lộc, bạn Thúy Hiền. Cái file đề thì cô up ở trong cái post ở trên cái Facebook hôm hồi hồi trưa rồi các bạn. Bạn nhiều bạn kéo xuống cái tớt đó các bạn sẽ thấy, được chưa? Ok, chào bạn bạn Dương Chí Phú là người ngày 13 tháng 12. À, ngày 13 tháng 12 là còn 8 ngày nữa thi đúng không? Ok. Bạn Đức Huy nè, bạn Hào Tuyên, bạn Tạ Văn Anh nè. Em chưa thi mà sợ, mà em sợ cái bài tập amino acid hả? Ok bạn, bài tập amino acid nó không khó lắm đâu các bạn ơi, được chưa? Ok, bao nhiêu bạn vào rồi? Mấy đứa xem xe giúp cô nhé, rủ các bạn khác vào học, đặc biệt là những bạn nào còn yếu á, chúng ta ôn tập để chúng ta thi cuối kỳ. Ít nhất là phải được 7 điểm trở lên ha. Đầu tiên là nếu như chúng ta chắc lý thuyết á, chúng ta sẽ chắc chắn là mình nắm được lý thuyết và bài tập cơ bản là mình chắc chắn làm được 7 trên 7 điểm rồi bạn. Được chưa? Bạn Nguyễn Quang Hiếu em học sinh mới hả? Ok. Bạn Xuân Mai nào, bạn Thanh Ngân, bạn Thanh Nhàn, bạn Như Quỳnh, bạn Hoàng Vũ, bạn Lê Lam. Em chỉ sợ ST 10 điểm thôi ạ. ok. Cô nhớ em không hả? Bạn nào mà hay xem livestream của cô á, cô hay đọc tên á, cô sẽ nhớ các bạn. Cô nhìn vô cái avatar với là cái tên cô hay nhớ nha. Bạn Ánh Chu có phần khó phần gọi tên hả? Gọi tên hả mấy đứa? Gọi tên thì
phần gọi tên là lý thuyết thôi mà, lý thuyết cơ bản thôi mà. Ok, hôm nay là chủ nhật ạ, mà bạn nào mà không đi chơi đúng không, ở nhà cái trời là lạnh này các bạn, có không khí Noel á, cho nên là nhiều khi các bạn đi chơi Noel sớm, nên là mình bạn nào mà ở nhà không đi chơi, ở nhà lên học livestream với cô là xứng đáng là sau khi thi học kỳ là được điểm cao rồi đó, được điểm cao rồi còn được có người yêu nữa. Ok, bao nhiêu bạn rồi? Ok, nhanh lên nào, cố gắng lên 100, 200 max rồi chúng ta bắt đầu sửa luôn nha. Đề này thì cô soạn nó khá là nhẹ nhàng, đề ôn số 1 thì nó khá là nhẹ nhàng thôi bạn, nó không quá khó nha. Chủ yếu là ôn lại cho các bạn lý thuyết, bài toán cơ bản và một số câu toán vận dụng cao thôi. Được chưa? Trung Tuấn em mất gốc. Nó xạo nè, nó học sinh cô buổi giờ mà nó báo là nó mất gốc. Hôm nay chủ nhật có nhiều thầy cô like, đúng rồi. Hôm qua cô có coi Miss Ren không hả? Có, nhưng mà lúc đó cô dạy rồi, cô không có xem được. Sau khi kết thúc, cô dạy xong rồi cô mới mới xem. Cô lên cô xem cái đoạn gần cuối thôi. File đề bạn nào mà chưa tìm ra thì lát nữa cô chỉ cho chỗ tìm được chưa? Cô có chồng rồi hả? Thôi, đứa nào đây? Mấy đứa kéo xuống nè, cái tết này đúng không? Và cái tết này mấy đứa kéo xuống, mấy đứa sẽ thấy cái link đề cô đề này nè. Đó, cô đề dưới này nè. Cô cập nhật cái link đề dưới cái chỗ này rồi, được chưa? Em trốn toán được qua học hóa vì em ngu bài tập hả? Ok, rồi lát nữa qua bài tập rồi cô sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể, được chưa nào? Cô vậy cô dạy vô cơ chưa hả? Cô dạy vô cơ rồi, trong nhóm VIP thì cô dạy xong cái phần cơ bản của cái chương số 5, gọi là chương đại cương hóa vô cơ, đại cương kim loại rồi, được chưa nào? Xong phần cơ bản được các bạn. Bạn đang nguyên là nay nhiều thầy cô like nhưng mà thương là xem like của cô hả? Ok, tha cho em một tim luôn á. Ok nào, 1 phút nữa chúng ta bắt đầu nha. Cô thấy lên được gần 200 mét rồi. Ok, 1 phút nữa chúng ta sẵn sàng. Rủ crush hay là rủ bạn bè của mình vào học cho vui nha mấy đứa ơi. Hôm qua cô không có được xem trực tiếp, nhưng mà lúc mà cô xem lại á, thì thấy cái đoạn mà gì bán tiếng Thái mới được nghe chắc ha. Nói chung là có là cái lịch sử là Việt Nam mình có một cái hoa hậu quốc tế rồi đó. Bạn Nguyễn Văn Toàn, cô có thấy em không hả? Cô thấy em rồi nhá. Máy của cô lại bị kêu hả? Ồ, sao mấy đứa để ý thử, cái tiếng kêu nó có to lắm không mấy đứa? Văn Sơn Cross, em được 9 điểm rưỡi mà em có được 9 điểm thôi cô hả? Không sao hết nhá. Rồi ok, bây giờ chúng ta bắt đầu sẵn sàng luôn ha. Đề này chúng ta sẽ có 40 câu, tùy trường. Cô thấy là có một số trường thì các bạn thi chỉ có tầm ba mấy câu thôi, nhưng mà có nhiều trường cũng thi theo cái barem đề thi Trung học phổ thông quốc gia là 40 câu luôn á, cho nên là cô soạn 40 câu luôn ha. Được chưa đồng? Em nghe tiếng chó hàng xóm, mấy con chó hàng xóm nó nhiều chuyện lắm. Tới cái giờ cô livestream là nó sẽ lên nó sủa mấy đứa. Cho nên là mấy đứa đừng để ý nha, mấy đứa tập trung nghe cô nói là được rồi, được chưa? Rồi, ok, bắt đầu sẵn sàng luôn các bạn ơi. Đầu tiên chúng ta đi qua 20 câu lý thuyết đầu tiên, 20 câu để chúng ta lấy được 5 điểm nhé. Ok không nào? Bây giờ comment đáp án theo cô luôn nha. Chúng ta bắt đầu câu số 1 nào. Người ta hỏi là chất nào sau đây tham gia phản ứng thủy phân? Ok. Tuyết bài cô ở cô mới có livestream, cô mới có giải câu 1 mà bài cô chém tại chỗ đó, chết không kịp ngáp đấy. Rồi câu số 1 các bạn chọn câu A, quá chuẩn các bạn. Tinh bột là một cái carbon, một cái gì bạn, poly saccharide đúng không? Nó sẽ bị thủy phân tạo thành các gốc glucose, được chưa nào? Glycerol là alcohol thì nó không thủy phân được. Fructose và glucose là hai cái monosaccharide cho nên nó cũng không bị thủy phân, được chưa nào? Chúng ta qua câu số 2. Hợp chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2? Ok, quá dễ rồi các bạn. Bậc 2 là cái amin mà có cái nhóm NH này các bạn, nó sẽ là amin bậc 2, được chưa? Đáp án ta chọn câu B.
Những cái amin có nhóm NH2 thì nó sẽ là bậc 1, ta loại. Còn câu A thì nó có nitơ đứng một mình như thế này, nó sẽ là bậc 3, đúng không nào? Rồi chúng ta qua câu số 3 các bạn. Phenol và anilin đều phản ứng được với cái gì? Ok. Phenol và anilin, hai thằng này có một cái đặc điểm giống nhau, đó là tụi nó đều gì bằng? Tạo được kết tủa trắng với nước brom, đúng chưa? Ok. Phenol là một thằng có tính axit yếu, không làm đổi màu quỷ tím. Còn anilin là thằng có tính bazơ yếu, không làm đổi màu quỷ tím, đúng chưa nào? Công thức của nó thì chắc chắn là bạn nào cũng biết rồi, đúng không? Chúng ta qua câu số 4. Người ta nói là cho dạy các kim loại sau, kim loại có tính khử mạnh nhất là. Thì các bạn lưu ý cho cô ha. Cái nội dung mà chúng ta ôn thi cuối kỳ á, nó sẽ có chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 và có cả chương 5 là chương đại cương kim loại luôn nhé. Được chưa? Ok không nào? Cho nên là trong đề này cô soạn nó cũng có một vài câu của cái chương số 5 đấy. Câu số 4 các bạn chọn đáp án C. Ok, chúng ta có nào. Trong mấy thằng này thì dựa trên cái dạy điện hóa, chúng ta sẽ thấy thằng magie là thằng có tính khử mạnh nhất, đúng chưa? Bạn nhớ cái dạy điện hóa không các bạn ơi? Dạy điện hóa là gì? Cái câu thần chú là gì? Lắm khi ba cần nàng may áo giáp sắt nhìn sang phố gì đó đó, đúng không? Thì bạn nhớ cho cô là theo chiều từ trái qua phải thì tính khử như nào? Tính khử của kim loại nó sẽ giảm dần. Có nghĩa là mình sẽ nhìn cho cô trong bốn cái kim loại này, kim loại nào đứng ở trước á, thằng nào đứng ở trước nhất á, thì thằng đó sẽ mạnh nhất, được chưa nào? Ok, đi thi thì mình cứ nháp cái dạy điện hóa ra cái tờ giấy nháp cho cô, xong rồi mình nhìn vô đó mình chọn đáp án cho nó chính xác. Ok không nào? Cô ơi, bạn gì? Bạn nhọc làm nhanh quá cô ạ. Ok, từ từ nào. Nhưng mà không sao, bạn cứ comment đáp án thoải mái nhé. Chúng ta qua câu số 5. Chất rắn không màu dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường. Ok, đáp án chúng ta sẽ chọn câu B đúng không nào? Đó là cái câu mô tả cái tính chất vật lý của các cái amino acid các bạn. Nó là chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở nhiệt độ thường và cái nhiệt độ nóng cháy của nó thường khá là cao. Ok chưa? Rồi chúng ta qua câu số 6. Dung dịch Gly, ala Gly phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Đây là một cái dipeptic đúng không các bạn? Peptic thì nó có cái tính chất đặc trưng, đó là tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit và môi trường kiềm. Cho nên chúng ta sẽ chọn ngay đáp án là câu C, nó sẽ phản ứng được với HCl bị thủy phân, được chưa? Còn đây là những cái muối thì nó không có phản ứng. Ok không chưa nào? Rồi chúng ta qua câu số 7. Câu 7 các bạn chọn câu D, chắc chưa? Chất nào sau đây tác dụng với cái thằng này? Thằng này là glycine đúng không? Và vừa tác dụng được với thằng này. Người ta hỏi chất nào vừa tác dụng được với thằng này và thằng này thì chúng ta nhìn cho cô á. Cả hai chất này nó có một cái đặc điểm chung, đó là tụi nó đều có cái nhóm NH2 đúng không? Nhóm NH2 là nhóm của cái gì bạn? Của cái nhóm chất thể hiện tính bazơ á, thì nó sẽ phản ứng được với axit, cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án D ngay lập tức. Câu số 8 luôn nào. Đề bài cho chất tham gia phản ứng trùng hợp là. Ok, trong các chất này chất nào tham gia được phản ứng trùng hợp? Các bạn nhớ cho cô nào, điều kiện để một chất tham gia được phản ứng trùng hợp á, thì nó sẽ gì bạn? Nó trong cái cấu tạo của nó phải có liên kết đôi C nối đôi C, được chưa nào? Chúng ta sẽ chọn ngay đáp án là câu B, vinyl chloride. Thằng này rất là quen thuộc luôn rồi. Này là nó sẽ trùng hợp ra được polyvinyl chloride là PVC, đúng không? Câu A và câu C chúng ta loại vì nó là alkan á. Alkan là trong phân tử của nó chỉ có chứa liên kết đơn thôi, cho nên nó không tham gia được phản ứng trùng hợp. Còn toluen là thằng này các bạn, toluen là thằng này. Thằng này nó cũng không có cái liên kết đôi ở ngoài vòng, cho nên nó không tham gia được phản ứng trùng hợp luôn, được chưa nào? Chúng ta qua câu số 9. Câu số 9 các bạn chọn gì? Câu C. Đừng có để ý tới cái tiếng của cái máy nữa nha Thư, được chưa? Cô không biết mà nó kêu, nhưng mà các bạn đừng có để ý tới nó, các bạn nghe, tập trung nghe tiếng của cô thôi, được chưa nào? Câu số 9, chất nào trong phân tử không có nitơ? Ok, trong các chất này chất nào không có nitơ các bạn? Các bạn chọn câu. Sao mấy đứa comment nhanh thế? Câu 9C hả? Ok. Chúng ta có nào tơ capron. Tơ capron là thành gì? Thành này chính là tơ nylon 6 đúng không? Những cái thành mà có chữ nylon các bạn, trong cấu tạo của nó đều có cái liên kết CONH. Đó, có nghĩa là nó sẽ có nitơ. Cho nên ta sẽ loại câu A. Tơ tầm là gì? Tơ tầm là một cái loại gì bạn? Là từ con tầm nhà ra đúng không? Con tầm nhà ra thì nó chính là một cái thành một cái gì bằng sản phẩm của động vật ấy. Là nó là polyamide luôn các bạn.
nó là protein của con tầm luôn á. Thì nó là một cái loại peptic các bạn, polyamide, có nghĩa là trong cấu tạo của nó cũng có cái nhóm chất CONH luôn, thì nó cũng có chứa nitơ. Tiếp theo protein các bạn biết rồi, protein là một cái chuỗi peptic dài, thì nó cũng sẽ có cái liên kết peptic trong phân tử là CONH, có là nó có nitơ. Và cái thành duy nhất mà không có nitơ sẽ là tơ visco, được chưa nào? Ok. Đó, nói chung là mình loại trừ thì mình sẽ chọn đáp án là câu C, được chưa nào? Ta qua câu số 10. Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng được với HCl? Ok. Này là chương đại cương kim loại đúng chưa? Chúng ta cần nhớ cho cô là gì? À, những cái kim loại mà đứng sau hydro trong dãy điện hóa, đặc biệt là ba thành đồng, bạc, vàng, thủy ngân, platin, vân vân đúng không? Thì những cái thành đó nó không tác dụng được với HCl. Và chúng ta loại ngay câu A vì nó có thủy ngân nè. Câu B chúng ta có loại không? Câu B, niken và thiết là hai thành đứng trước cái gì bằng? Đứng trước hydro đúng chưa? À, cho nên là không loại. Còn Fe2O3 là một cái oxit bazơ, nó sẽ phản ứng được với axit để tạo thành muối và nước, cho nên câu B là câu đúng nè. Câu C ta loại vì có đồng và câu D ta loại vì có đồng luôn, được chưa nào? Ok, chúng ta qua câu 11. Protein phản ứng với dung dịch CuOH lần tạo thành sản phẩm có màu đặc trưng là màu gì? Các bạn sẽ chọn ngay cho cô màu tím đúng không? Đây là phản ứng màu gì bằng? Phản ứng màu pyrene đúng không? Phản ứng đặc trưng của các cái peptic từ tripeptic trở lên. Ok chưa nào? Chuẩn. Chúng ta qua câu số 12. Người ta hỏi là dãy gồm các chất đều dùng để tổng hợp nên cao su buna S. Ok, câu số 12 các bạn chọn câu A. Cao su buna S các bạn ơi. Cao su buna S nha. Câu số 12 các bạn chọn B. Bạn Minh Ánh chọn B nè, bạn Anh Hiếu chọn B luôn, bạn Ngọc Yến, bạn Nhi. Ok, câu này các bạn phải chọn B mới đúng nhé. Cao su buna S là được hình thành từ thành buta-1-ba-đen và thành styren, đúng không? Buta-1-ba-đen là cái thành có 4 carbon, có hai liên kết đôi xen kẽ ở giữa là một liên kết đơn. Còn thành styren là thành có bằng benzen gắn cái góc này các bạn, góc cái góc vinyl, được chưa? Cái thành styren là thành có bằng benzen. Đáp án phải là câu B nha. Được chưa nào? Quên gần hết rồi hả? Bạn nào quên thì các bạn phải ôn lại thôi. Chúng ta sẽ thi rồi ạ. Chúng ta qua câu số 13 các bạn. Người ta hỏi tơ nylon 66 là cái gì? Ok. Chọn cho cô đáp án này nào. Tơ nylon 66 là cái gì? Đầu tiên các bạn cần nhớ cho cô nào, những cái loại tơ mà có cái chữ nylon á thì nó đều thuộc loại tơ polyamide, được chưa? Tơ polyamide là những thành có cái nhóm CONH trong phân tử, có là nó có cái liên kết. Cái nhóm này người ta gọi là cái nhóm amide á, được chưa? Rồi, ok. Vậy thì mình sẽ loại ngay câu B và câu D đây đúng không? Còn lại câu A là có chữ polyamide và câu C có chữ polyamide nào. Và lúc này chúng ta phải thuộc bài các bạn. Nylon 66 nó sẽ được tạo ra từ axit adipic và thành hexa methylene diamine, đúng chưa? Đáp án chúng ta chọn chính xác là câu A, chúng rồi. Tuyết câu 13A, câu ni bữa trên lớp em chọn sai nè cô. À đó, có cái chứng tỏ là các bạn còn chưa thuộc mấy cái tên này đúng không? Tên của mấy chất này nó thường nó khá là dài á, đọc vô nó hơi khó nhớ. Chắc bạn chịu khó, các bạn làm nhiều lý thuyết các bạn sẽ nhớ được chưa nào? Ok, chúng ta qua câu số 14. Người ta nói là thủy phân hỗn hợp gồm ester metin acetat là thành CH3COCH3 đúng chưa? Và metin formate là HCOCH3. Thì thủy phân hai này trong NaOH đun nóng thì sơ phẩm chúng ta thu được cái gì? Các bạn sẽ thấy ngay là hai thằng này nó có hai cái gốc axit khác nhau, có nghĩa là chúng ta sẽ thu được hai gốc muối đúng chưa? Cái gốc ancol của tụi nó giống nhau nè, cho nên chúng ta sẽ thu được một ancol. Và đáp án chúng ta chọn chính xác là câu A, thu được hai muối và một ancol, đúng chưa nào? Rồi, quá dễ. Chúng ta qua tiếp theo câu số 15. Theo kịp không mấy đứa ơi? Bạn nào cảm thấy cô nói nhanh thì các bạn lừa nói để cô biết là cô ơi cô nói nhanh quá, để cô biết cô nói chậm lại nhé. Ok, chúng ta qua câu số 15. Cho các chất sau, người ta hỏi chất có lực bazơ mạnh nhất trong mấy chất này là. Ok, lực bazơ có là so sánh tính bazơ các bạn. Mình sẽ nói là ammoniac nè, anilin. Anilin là thành có bằng benzen là nó sẽ yếu nhất đúng không? Ammoniac là thành nằm giữa nè, giữa metinamin và ethinamin, thì bạn sẽ chọn cho cô là ethinamin đúng không? Tức là hai cái thằng này đều là amin bậc 1. Thì cái thằng nào nó có gì bạn? Thằng nào nó có số carbon nhiều hơn thì nó sẽ có tính bazơ mạnh hơn, được chưa nào? Ok, các bạn chọn câu 15 là câu B chuẩn rồi. Chúng ta qua câu số 16.
người ta nói là hoàn thành cái phương trình phản ứng sau, tức là cân bằng cái phương trình sau á, và cho biết cái tỷ lệ giữa số phân tử HNO3 bị khử và số phân tử HNO3 tạo muối là. Ok, câu này có bạn nào làm được chưa? Và cho cô biết đáp án thử nào. Câu 16, bạn Mai Linh chọn đáp án C nào. Bạn Anh Hiếu, bạn Thảo Nguyên chọn đáp án A. Có nghĩa là đang có hai đáp án khác nhau, đó là đáp án A và đáp án C đúng không? Rồi, chúng ta sửa thử là câu này nó sẽ là đáp án gì nhé. Trước tiên là chúng ta phải cân bằng cho cô cái phương trình này nè. Cái phương trình này chúng ta sẽ cân bằng dựa trên gì bạn? Cái phương pháp thanh bằng electron mà chúng ta đã gặp ở năm lớp 10 đúng chưa? Đầu tiên bạn xác định cho cô nào, nhôm của chúng ta nó có số oxy hóa từ 0 tăng lên dương 3. Bạn nhắm là nó tăng 3 electron đúng chưa? Nitơ của chúng ta từ dương 5 ở trong HNO3 giảm xuống nitơ dương 2 ở trong NO. Nó giảm 3 electron. Tăng 3 giảm 3 có nghĩa là chúng ta sẽ rút gọn còn 11 đúng không? Còn 11. Tức là chúng ta sẽ chéo qua đây là số 1, chéo qua đây số 1 luôn, được chưa? Sau khi cân bằng hai góc này thì chúng ta sẽ đếm cho cô tổng nitơ để cân bằng HNO3. Chỗ này 3 nitơ, chỗ này 1 nitơ là tổng chúng ta có 4 nitơ, cân bằng 4HNO3. 4HNO3 thì chúng ta sẽ cân bằng hai nước, được chưa nào? Rồi, sau khi cân bằng xong thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Người ta hỏi là tỷ lệ số phân tử HNO3 bị khử và số phân tử HNO3 tạo muối, thì bạn sẽ nhìn cho cô nào. Cái số phân tử HNO3 bị khử á, thì nó sẽ tạo thành cái sản phẩm khử các bạn. Tức là cái sản phẩm khử là cái khí này nè. Được chưa? Bạn thấy là mình ở đây mình cân bằng một cái phân tử NO, tức là có một phân tử HNO3 tham gia, nó bị khử để tạo thành sản phẩm khử. Được chưa nào? Tức là số phân tử HNO3 bị khử là 1. Và số phân tử HNO3 tạo muối, các bạn sẽ nhìn cho cô cái số lượng gốc NO3 nằm trong muối là có 3 gốc. Vậy chúng ta sẽ có cái tỷ lệ này sẽ là tỷ lệ 1 chia 3, đúng chưa? Ta chọn đáp án chính xác sẽ là câu A, được chưa nào? Ok không? Nha, tỷ lệ phân tử HNO3 bị khử và tạo muối các bạn đếm như vậy, rất là dễ nhá. Đáp án là câu A nha. Ngày mai kiểm tra nhưng em chưa học chữ nào. Nay cố tỏ ra mình ổn. Thế ngày hôm nay ngày chủ nhật làm gì Tuyết? Lo mà học bài chứ. Rồi, ok. Câu này có một số bạn chọn câu C, các bạn bị sai, các bạn lưu ý lại cho cô nhé. Bây giờ chúng ta qua câu số 17 nào. Câu số 17, người ta nói là cho dãy các kim loại sau, số kim loại trong dãy không phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là. Ok. Thì câu này nó rất là dễ đúng không các bạn? Cái kim loại mà không phản ứng được với H2SO4 loãng sẽ là những cái kim loại đứng ở đâu? Đứng sau hydro trong dãy điện hóa, đúng không? Ở đây chúng ta chỉ có một thành duy nhất, đó là đồng thôi. Đáp án sẽ là câu D. Câu này là câu cho anh điểm, đúng không? Ta qua câu số 18 nào. Cho các chất sau lần lượt tác dụng với các cái dung dịch này. Người ta hỏi là số phản ứng xảy ra theo từng cặp chất là. Có nghĩa là lần lượt chúng ta sẽ nói gì bằng? Lần lượt ta bóc thành đồng, ta cho vô phản ứng với ba cái muối này. Sau đó ta bóc thành sắt cho vô phản ứng với ba này. Và bóc bạc cho vô phản ứng với ba này. Người ta hỏi là có tổng cộng bao nhiêu phản ứng hóa học xảy ra, đúng chưa? Các bạn chọn đáp án là gì nào? Câu 18 các bạn chọn câu B. Chắc chưa? Ok, đếm nha. Đầu tiên đồng thì không thể nào phản ứng với đồng sunfat nữa, đúng không? Đồng có phản ứng được với sắt không các bạn? Không, đúng không? Các bạn lưu ý là đồng nó yếu hơn sắt cho nên nó không thể nào đổi được sắt ra khỏi muối. Đồng có phản ứng được với sắt 3 sunfat không? Cái này thì được, đúng không? Đó là trường hợp đặc biệt, nó tuân theo quy tắc gì bạn? Theo quy tắc alpha mà chúng ta đã học ở trong cái chương số 5. Đồng cộng với sắt 3 cộng, theo quy tắc alpha chúng ta thu được đồng 2 cộng và sắt 2 cộng, đúng chưa? Ok. Bạn nào học lý thuyết chương này rồi thì chắc chắn các bạn biết, còn bạn nào mà chưa học tới cái chương này thì chúng ta bỏ qua thôi nhé. Rồi tiếp tục, vậy thì chúng ta thấy là thằng đồng có tham gia được một phản ứng nè. Ta xét qua thằng sắt ha. Sắt thì nó đổi được đồng ra khỏi muối tại vì nó mạnh hơn đồng các bạn, nó có một phản ứng. Sắt không thể nào phản ứng với sắt 2 sunfat ha. Nhưng mà sắt thì sẽ phản ứng được với sắt 3 theo quy tắc alpha là sắt cộng với sắt 3 cộng. Chúng ta thu được sắt 2 cộng, đúng chưa? Ok chưa nào? Theo quy tắc alpha. Và chúng ta có sắt tham gia được hai phản ứng. Và thằng cuối cùng là thằng bạc. Bạc thì nó không đổi được đồng ra khỏi muối vì nó yếu hơn đồng ạ. Nó cũng không phản ứng được với sắt vì nó yếu hơn sắt. Và cuối cùng là nó cũng không phản ứng được với sắt 3 cộng.
Tại vì thằng Bạc này nó nằm ở phía sâu sát ba cộng á, cho nên nó cũng không phản ứng được với sát ba cộng nhé. Và chúng ta chỉ có được mấy phản ứng các bạn. Tổng cộng chúng ta sẽ có 3 phản ứng đúng chưa? Đáp án là câu B. Bạn nào chọn câu B là chuẩn rồi đó. Good job ha. Cái này là lý thuyết về cái chương 5 nhé. Được chưa nào? Được chưa? Ok. Rồi chúng ta qua câu số 19 các bạn. 20 câu đầu là 20 câu rất là cơ bản luôn. Nói chung là nó là lý thuyết cơ bản thôi. Chúng ta làm để chúng ta kiếm điểm thôi các bạn. Câu số 19. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Bạn đọc tới đây là bạn biết nó là tinh bột rồi đúng không? Tinh bột sẽ được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iốt một cái hợp chất màu xanh tím. Thì cái polymer X có tên gọi là gì? Nói chung là đọc vô, mình chọn ngay đáp án B, quá là dễ rồi. Ta qua câu 20. Đốt cháy hoàn toàn một cái hợp chất hữu cơ nào sau đây thì cái sản phẩm thu được khác với các chất còn lại? À, có nghĩa là người ta hỏi là khi mình đốt các cái hợp chất hữu cơ này thì cái hợp chất nào nó sẽ cho ra được cái sản phẩm mà nó khác với những cái thành còn lại. Đáp án câu 20, bạn Anh Hiếu chọn câu B, bạn Hưng nè, bạn Việt Tứ nè chọn câu C. Bạn Minh Anh chọn câu B. Rồi, câu này lại có hai đáp án khác nhau là các bạn đang phân vân giữa đáp án B và đáp án C, đúng không? Bây giờ người ta nhìn cho cô nhé, chất béo. Chất béo nó sẽ được cấu tạo từ carbon, hydro và oxy, đúng không? Có là khi đốt cháy các bạn sẽ thu được CO2 và nước, đúng chưa nào? Cao su thiên nhiên. Cao su thiên nhiên là nó sẽ là thành gì bạn? Thành isobren, đúng không? Isobren là thành nào? Là thành này nè các bạn. Thành có cấu tạo như thế này, đúng không? Nó có một cái nhánh ở đây, đúng chưa nào? Nói chung là thành này á là một cái thành có cấu tạo là gồm gì? Gồm carbon và hydro, cho nên chắc chắn khi đốt cháy chúng ta cũng chỉ thu được CO2 và nước thôi bạn, được không nào? Còn câu C, protein. Protein là chuỗi bép tích dài, trong cấu tạo của nó sẽ có chứa carbon, hydro, oxy và có cả nitơ, cho nên là chúng ta đốt cháy chúng ta sẽ thu được CO2, nước và có cả nitơ nữa các bạn. Thì bạn sẽ thấy ngay cái thành C sẽ là cái thành khác, nó cho ra cái sản phẩm cháy khác so với những chất còn lại, được chưa? Tinh bột thì mình đốt cháy mình cũng chỉ thu được CO2 và nước thôi các bạn. Ok không? Đó, cho nên câu này mà các bạn sai là bạn toang rồi, lý thuyết các bạn chưa chắc, đúng không? Cần ôn thêm nhiều cho cô nha. Đến cái câu này thì chúng ta ăn được 5 điểm rồi các bạn. Nãy giờ các bạn nào ăn tròn 5 điểm không? Nãy giờ bạn nào lấy tròn 5 điểm rồi? Ok, các lấy tròn 5 điểm chưa? Bạn nào mà chắc 5 điểm đầu tiên rồi thì có nghĩa là lý thuyết cơ bản mình vững rồi. Bây giờ mình sẽ nâng lên ở cái mức độ là 28 câu để mình lấy 7 điểm, được không? Ủa mấy đứa đi đâu hết ta? Mới có 20 câu mà giả từ cuộc chiến rồi này sao mấy đứa ơi? Đúng không? Chăm học lên nha, mình sắp thi cuối kỳ rồi đó. Đa số là các bạn sẽ thi vào giữa tháng 12 đúng không nào? Ok, bây giờ là ngày 5 tháng 12 chúng ta còn tuần nữa là thi thôi, ta ôn nữa là vừa, chứ đừng có để mà nước tới cổ rồi chúng ta mới nhảy, chừng đó là ngáp luôn á. Tuyết chưa sai hả? Ok rồi, đa số các bạn sai một một vài câu thôi đúng không? Rồi chúng ta qua câu số 21. Người ta hỏi là số cái dung dịch làm quỳ tím hóa xanh. Ok, các bạn cho cô biết nào, câu số 21 các bạn chọn đáp án là gì? Câu số 21 các bạn chọn câu A. Ok, bạn Trọng Phước chọn câu C. Đó, cái câu này vẫn có hai đáp án khác nhau. Bạn Tuấn Anh chọn câu B. Ok, là có ba đáp án khác nhau rồi bạn. Có bạn chọn A nè, có bạn chọn C và có bạn chọn B luôn. Ok, ta sửa nhé. Đầu tiên các bạn, metinamin các bạn chắc chắn làm quỳ tím hóa xanh, đúng chưa? Alanin, ok. Sẵn tiện cô ôn luôn nè, trong các cái amino acid mà chúng ta học á, thì chỉ có duy nhất cái thằng lysine là cái thằng làm quỳ tím hóa xanh thôi bạn. Acid glutamic là làm quỳ tím hóa đỏ nè. Alanin là không làm đổi màu quỳ tím, được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có loại hai này rồi. Tiếp theo là ammoniac. Ammoniac là thằng NH3 và các bạn, thằng này làm quỳ tím hóa xanh luôn nhé. Dimethylamine chắc chắn làm quỳ tím hóa xanh. Anilin là thằng C6H5NH2 á, thằng này có tính bazơ yếu, nó không làm đổi màu quỳ tím, được chưa? Ethylamine là chắc chắn có nè. Tiếp theo là lysine. Lysine là thành amino acid làm quỳ tím hóa xanh, được chưa?
Hàng cuối cùng là este. Este thì nó không làm đổi màu quý tím các bạn. Và chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5 chất đúng không nào? Đáp án phải là câu C. Được chưa? Bạn nào mà đếm các cái câu khác bạn đếm sai các bạn lưu ý cho cô nhé. Câu này đáp án phải là câu C. Được chưa nào? Câu này dễ nha, không có khó đâu bạn ơi, nó là lý thuyết. Được chưa? Ta qua câu số 22, cũng là một câu lý thuyết đếm. Người ta hỏi là số chất tham gia phản ứng được với COOH 2 lần trong môi trường kiềm là. Ok. Câu 22 các bạn ơi. Câu 22 cô chưa thấy các bạn. Đếm. Ok, sẵn tiện thì cô nhắc lại luôn nào bạn. Những chất phản ứng được với COOH 2 lần ở nhiệt độ thường. Đầu tiên các bạn cần kể cho cô đó là axit carboxylic. Axit nó sẽ phản ứng được với cái thằng này là một cái bazơ để tạo thành muối và nước, được chưa? Tiếp đến là gì? Tiếp đến là những cái thằng trong chương carbohydrate thì chúng ta sẽ có là glucose đúng không? Fructose nè. Rồi gì nữa? Saccharose đúng không? Còn maltose nó giam tái thì chúng ta không quan tâm. Những thằng này thì nó sẽ tạo được dung dịch màu xanh lam. Đồng thời là alcohol đa chất nữa bạn. Alcohol đa chất thì mình sẽ có hay gặp đó là glycerol và gì? Ethylene glycol đúng chưa? Rồi còn gì nữa không? Còn chúng ta qua cái chương số 3 thì chúng ta sẽ gặp các cái peptide đúng không? Bạn nhớ cho cô là từ tripeptide trở lên, từ tripeptide trở lên thì nó cũng sẽ có phản ứng màu pyre đúng không? Phản ứng màu pyre. Được chưa nào? Thì đó là tất cả các chất có khả năng tham gia phản ứng với COOH 2 lần ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch màu xanh lá phản ứng nhiệt độ thường nhé. Ok. Còn nếu như mà mình đề cập đến các phản ứng khi mà đun nóng á thì nó sẽ có cái thằng aldehyde nhưng mà phần đó cũng giam tái rồi bạn, cho nên là mình không cần phải nhớ, được chưa? Và bây giờ chúng ta đếm cho cô đồng. Đầu tiên thằng này là một cái axit cho nên nó có phản ứng đúng không? Thằng tiếp theo là este thì nó không có phản ứng. Glucose có đúng không ạ? Tạo ra phức màu xanh lam. Saccharose phản ứng tạo ra dung dịch màu xanh lam. Gliala là một cái peptide, là này là một cái dipeptide, nó không có phản ứng, được chưa? Tinh bột không có luôn, cellulose không có. Thằng cuối cùng là một cái tripeptide. Tripeptide thì sẽ có phản ứng màu pyre, cho nên chúng ta sẽ đếm nó luôn. Vậy chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 chất, đúng chưa? Vậy chúng ta đáp án chọn câu C, được không nào? Ok. Được chưa nào? Ok, các bạn chọn câu D. Các bạn đếm kỹ chứ các bạn ơi, sai lắm. Gliala cũng có chứ cô hả? Gliala. Gliala phản ứng màu pyre. Phản ứng màu pyre là không có đúng không? 22C chứ, đúng không nào? Cô có đếm sót cái gì không? Gliala là một cái dipeptide thì nó không có phản ứng màu pyre các bạn nha. Rồi chúng ta qua câu số 23 nào. Người ta hỏi phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng. Những cái câu lý thuyết phát biểu đúng sai các bạn cần đếm kỹ cho cô nha. Câu A nào. Ở nhiệt độ thường tất cả các amino tất cả các amin đều tan nhiều trong nước. Câu này đúng hay sai? Amin tan nhiều trong nước. Tất cả các amin đều tan nhiều trong nước, đúng hay sai bạn? Chắc chắn sai đúng không? Chúng ta chỉ có những cái amin tồn tại ở thể khí á, thì nó mới tan tốt trong nước thôi. Nhắc lại một lần cuối, các cái amin ở thể khí gồm thằng gì? Methylamin, ethylamin, dimethylamin và trimethylamin. Đó, chỉ có đúng 4 cái amin mà cô vừa đọc tên ấy, là 4 cái amin ở thể khí và nó tan tốt trong nước rồi bạn. Còn lại những thằng khác nó sẽ ở thể lỏng hoặc là ở thể rắn và đa số là không tan trong nước nhé. Chúng ta qua câu B nào. Câu này sai. Các amin đều không độc. Các bạn thấy sai ngay lập tức. Các amin đều rất độc nhé. Câu C. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ấm chuyển sang màu xanh. Càng sai luôn. Chúng ta sẽ có ví dụ nào. Anilin là thành không làm đổi màu quỳ tím. Đúng không? Câu D. Để rửa sạch cấu nghiệm dính anilin, chúng ta dùng HCl. Câu này là sẽ là câu đúng. Anilin là thành C6H5NH2 các bạn. Thằng này là thành không tan trong nước. Cho nên nếu như chúng ta dùng nước để rửa thì nó sẽ không có trôi. Chúng ta phải dùng một cái thằng có tính axit. Axit thì nó sẽ phản ứng được với bazơ, cho nên nó sẽ rửa trôi được cái thằng này. Được không nào? Ok. Chúng ta qua câu số 24. Nhận định nào sau đây là nhận định đúng các bạn? Ok. Câu 23 các bạn đếm rất là đúng rồi đó. Các bạn chọn đáp án đúng rồi đó. Bây giờ câu 24 nào.
Bạn Hoàng Phúc chọn câu B, bạn Dương Chí Phú chọn câu B. Bạn Nấm nào, bạn Việt Tứ là chọn câu C. Xong hôm nay các bạn mấy câu lý thuyết đếm các bạn có rất là nhiều đáp án khác nhau luôn nha. Toàn rồi bạn ơi, đếm như này là coi như vô phòng thi là thế nào cũng có bạn sai rồi đó. Chúng ta bình tĩnh nha. Câu A nè, Lý Sinh làm quỳ tím hóa đỏ. Câu này chắc chắn sai. Lý Sinh là thằng làm quỳ tím hóa xanh. Được chưa? Câu A sai. Câu B nè, axit epsilon amino capric là nguyên liệu để sản xuất tơ nylon xấu. Đúng không? Câu này đúng không các bạn? Câu này quá đúng rồi chứ. Axit epsilon amino capric là nguyên liệu để trùng ngưng tạo ra nylon xấu. Câu này đúng. Câu C, axit glutamic làm phenolphthalein hóa đỏ. Câu này sai các bạn ơi. Phenolphthalein các bạn nhớ cho cô, nó là một cái thuốc thử, khi nó gặp cái thằng có tính ba dơ nó sẽ làm cái thằng đó nó sẽ hóa hồng các bạn, đúng không? Giống như là mình gặp crush là mình cuộc đời mình hóa hồng vậy đó. Thì cái này nó chỉ có hóa hồng khi nó gặp ba dơ thôi. Thằng axit glutamic là một thằng nó có tính axit, nó trội hơn, nó làm quỳ tím hóa đỏ, cho nên là nó không thể nào hóa đỏ khi gặp phenolphthalein nhé. Câu này sai. Và câu D nào, aniline là chất lỏng không độc, thì này sai. Aniline rất là độc các bạn, được chưa nào? Đó, các bạn nào chọn câu C là toang rồi. Câu này phải là câu B nhá. Chết rồi mày đứa ơi, toang rồi đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu qua câu 25. Có một câu tính toán cơ bản của cái chương số 2. Câu 25 nào các bạn ơi, lấy gỡ điểm lại coi. Nãy giờ sai quá trời sai. Sai mà không. Có thể là một cái buổi mà cô thấy các bạn comment đáp án sai nhiều nhất trong mấy buổi trước luôn á, so với các buổi trước luôn. Chúng ta có câu 25 nào. Lên men m gram glucose thành CO2, thành rượu ethylic, các bạn có ngay phương trình đúng không? Glucose C6H12O6. Lên men thì chúng ta sẽ thu được hai rượu và gì bạn? Hai rượu và hai CO2, được chưa nào? Chúng ta có mol của CO2 để bài cho là 0,2 mol, thì từ đó cô suy ngược lại. Cái số mol của cái gì bạn? Của glucose là 0,01. Đề bài bảo tính cái gam của glucose thì chúng ta nhân cho 180 thì nó ra được 18 gam. Bài toán này người ta cho là hiệu suất 100% các bạn. Cho nên là sao? Đây là một bài toán rất là cơ bản, được chưa? Sai tận hai câu hả? Rồi chúng ta qua câu 26, bắt đầu gặp bài tập rồi các bạn. Câu 26. Những cái câu này đều là bài tập cơ bản, chúng ta ôn lại để chúng ta tránh tránh sai nhám thôi nhé. Câu 26 nào, đề bài cho 10 g amin đơn chức X. Ok, cô sẽ viết phương trình ra cho bạn luôn nào. Amin đơn chức cô sẽ viết ở dạng là RNH2 cộng với HCl. Cô thu được muối là RNH3CL, đúng không? Đề bài cho biết là sơ vấn chúng ta thu được là 15 g muối các bạn. Ok. Câu này bấm một phát một chúng ta có đáp án đúng không? Cái này là 10 g, cái này 15 g. Các bạn nhìn vô ngay lập tức chúng ta sẽ tính ra được gì bạn? Tính ra được cái M của HCl. Bằng cách lấy này trừ này nó ra HCl đúng không? Lấy 15 trừ 10 chúng ta ra được gam HCl là 5 gam. Ta chia cho 36,5 để chúng ta ra được cái mol của gì? Cái mol của HCl. Mol của HCl các bạn biết ngay nè, hệ số cân bằng của này đều là một hết. Có là mol HCl chính là mol của cái amin luôn. Bây giờ cô tính cái M lớn của amin, cô tính bằng cách lấy gì bạn? Lấy cái M nhỏ là 10 đúng không? Chia cho cái số mol của nó là cái con số lúc nãy luôn. Ta chia số lúc nãy thì nó ra được 73. Được không? Hiểu cách bấm không nào? Nó rất là dễ đúng không? M lớn amin này là 73. 73 thì suy ra cái góc R của chúng ta sẽ bằng gì? 73 trừ cho cái góc NH2 đúng không? 73 trừ cái góc này là 16. Chúng ta ra được là góc R là 57. 57 là góc C4H9 đúng chưa các bạn? Có nghĩa là cái amin này của chúng ta là amin có 4 carbon. Được chưa nào? Amin có 4 carbon mà người ta hỏi số đồng phân của cái amin này thì chúng ta chỉ cần áp dụng công thức tính nhanh là 2 mũ n trừ 1 có là lấy 2 mũ 4 trừ 1 là 2 mũ 3 đúng không? 2 mũ 3 có là có 8 đồng phân. Đáp án chúng ta sẽ chọn ngay câu của B, được chưa nào? Câu này là câu rất là dễ nha bạn ơi, nó là câu toán cơ bản đấy, được chưa nào? Bạn Trọng Phước là sao cô dạy hay mà ít mắc xem hả? À, là do mấy đứa không có xe bài cho cô. Do mấy đứa lười học á, mấy đứa lười học, với lại là chắc là hôm nay chủ nhật cho nên cũng có nhiều thầy cô khác like nữa gì đâu. Ok, nhớ xe bài về tường để xem lại nha mấy đứa, nhiều khi sau này cái bài này của cô nó bị trôi mất đi á, mấy đứa tìm lại mấy đứa không thấy, cái là lúc mà mình cần thi mình lấy ra mình ôm lại mình sẽ không thấy á, được chưa nào? Ok, chúng ta qua câu số 27. Cho nên là cô mới bảo là mấy đứa rủ crush, rủ bạn bè và học cho nó vui. Đi nào.
cho nó vui chứ ít ít bạn xem thì nó buồn. Chúng ta giải câu số 27, một câu toán về gì? Câu toán về cái chương kim loại đúng không? Đề bài cho 10g hỗn hợp gồm sắt và đồng và phản ứng với H2SO4 loãng. Sơ phẩm chúng ta thu được 0.1 mol khí hydro và một dung dịch X và mg chất rắn không tan, tính giá trị của M. Ok. Bài này rất là cơ bản luôn, chúng ta thấy là gì bạn? Sắt và đồng thì thằng sắt sẽ phản ứng được với H2S4 loãng. Đồng không phản ứng, đúng chưa? Cho nên cái chất rắn không tan này chính là thằng đồng các bạn. Vậy làm sao để chúng ta tính được cái gam của đồng? Rất là dễ đúng không? Ta lấy gam của hỗn hợp, ta trừ gam sắt là ra gam đồng liền. Gam sắt thì chúng ta sẽ tính dựa trên gì? Dựa trên cái số mol của sắt. Mol sắt các bạn muốn tính được thì bạn viết phương trình phản ứng cho cô. Sắt phản ứng với H2S4 loãng tạo ra FeSO4 cộng hydro đúng không? Mol hydro là 0.1 thì mol sắt là 0.1. Từ đó bạn suy ra mol cái gam của đồng bằng gam của hỗn hợp trừ trừ gam sắt là xong các bạn ơi. Bạn máy tính nào, gam hỗn hợp là 10 trừ gam sắt là 0.1 nhân 56, ta ra được ngay 4.4g. Vô cùng dễ đúng không? Nói chung là lý thuyết, ta nắm được lý thuyết là thằng đồng không phản ứng được là ta làm xong rồi. Ta qua câu số 28. Cho 9g một cái amino acid, trong phân tử nó có một nhóm COOH và một nhóm NH2. Tác dụng với KOH vừa đủ, chúng ta thu được 13,56 gam muối. Tìm cái amino acid trên. Ok, thì câu này có rất là nhiều cách giải các bạn. Chúng ta từ tốn, chúng ta viết cái phương trình phản ứng ra rồi chúng ta giải. Đó là cái cách cơ bản nhất đúng không? Bạn nào mà muốn giải nhanh thì chúng ta tính cho cô. Đây là cách thứ nhất nha, dành cho những bạn nào mắc gốc nè. Bạn chỉ cần viết cho cô amino acid có dạng như thế này cộng với KOH. Chúng ta ra được là NH2, RCOK đúng không? Và nước. Ta điền mol cho thôi. Này M lớn, số mol nó là 9 chia cho. 9 chia cho nguyên cái cụm này bạn, nguyên cái cụm này. Cái cụm NH2 này là 16 nè, cộng gốc R cộng với cụm này 45 đúng không? Đó. Còn cái số mol của cái muối này chúng ta sẽ có là bằng 13,56 chia cho nguyên cái cụm này là 16 nè, cộng gốc R nè, cộng với COOK là 44 nè, cộng kali 39 nè, đúng không? Bạn cho mol của hai này bằng nhau, tại vì hệ số cân bằng của tụi nó bằng nhau đúng không? Ta bấm shift so một phát, chúng ta ra gốc R là coi như chúng ta xong bài toán. Thì đó là cái cách làm dành cho những bạn nào mất gốc nhé. Còn cách là các bạn làm quen rồi, bạn tính cho cô ngay delta M liền. Ta có mol của KOH sẽ bằng gì bạn? Delta M chia 38 đúng không? Cái này quen thuộc rồi nha bạn ơi. Lấy 13,56 nè trừ 9g chia cho 38. Chúng ta sẽ có được cái mol này là bằng 0.12. Mol của KOH chính là mol của amino acid luôn. Tại vì các bạn biết là cái amino acid này nó phản ứng với KOH theo tỷ lệ mol 1:1 đúng chưa? Và chúng ta sẽ lấy 9 nè chia cho 0.12, chúng ta ra được M lớn của này 75. 75 chính là M lớn của cái thằng glycine. Đáp án chúng ta chọn ngay câu B là glycine, được chưa nào? Đó, bấm máy tính một phát một là ta ra được đáp án rồi. Ok chưa? Rồi, chúng ta qua câu gì bạn? Câu nào cũng khó hả? Bạn ơi, mấy câu này là mấy toán, câu toán cơ bản các bạn ơi, nó chưa có gì khó hết nha. Chúng ta qua câu số 29 nè. Câu 29 có bạn nào ra đáp án chưa? Bạn Thiền Nhân đáp án D, bạn Ngọc Yếm đáp án D. Còn ai có đáp án nữa không? Bạn Nấm cũng là đáp án B hả? Ok, chúng ta có nè. Người ta cho M gam hỗn hợp gồm 3 cái chất này, là gồm ammoniac nè, cái amin 1 carbon và amin 2 carbon. Và người ta cho biết là trong đó cái số mol của thằng này với thằng này bằng nhau. Đem đốt cháy hoàn toàn cái hỗn hợp này thì chúng ta thu được là 0.9 mol CO2 và ít mol, ít gam nước. Người ta báo tính giá trị của M gam hỗn hợp ban đầu và cái ít gam nước này. Ok, cái số mol của CO2 là 0.9. Ok, đúng rồi. Thế câu này chúng ta giải như thế nào các bạn? Ok, em mới học có tới amin thôi à? Sao học chậm thế? Mình xếp thi cuối kỳ rồi mà mình mới có học tới amin là rất là chậm đấy các bạn. Ok, bây giờ chúng ta có nào, câu 29. Câu này chúng ta để ý cho cô đến cái dự kiện này nè. Bài này người ta chỉ cho đúng một cái con số này thôi các bạn, cho nên mình cần phải hiểu đây là một bài toán mẹo các bạn ơi.
Mình nhìn cho cô cái dữ kiện này, người ta cho biết là NH3 nó có số mol bằng với số mol của này. Hai thằng này mà có số mol bằng nhau thì chúng ta được quyền làm gì bạn? Ta được quyền gộp hai thằng này lại thành một, đúng không? Tức là chúng ta gộp thằng amoniac là NH3 với cái thằng gì? C2H7N này lại thành một. Ta cộng tụi nó lại, các bạn sẽ có là nó ra một cái công thức mới là C2 nè. 7H cộng 3H là 10H, đúng chưa? 1 nitơ cộng 1 nitơ là 2 nitơ. Được chưa nào? Vậy chúng ta sẽ có một công thức mới, đó là C2H10N2. Bạn lưu ý cho cô là gì? Khi nào chúng ta được quyền gộp? Chúng ta gộp khi người ta cho biết hai chất này nó có số mol bằng nhau nhé. Rồi, các bạn nhìn cho cô nào, thằng này với này nó có cái đặc điểm gì? Thằng này cô lấy cái số 2 ra làm nhân từ chung thì có phải nó sẽ còn gọi là CH5N không các bạn? Đúng chưa? Đó, vậy thì các bạn sẽ thấy thằng này chính là hai lần cái thằng này. Có nghĩa là cô biến thằng này thành cái thằng CH5N luôn. Vậy suy ra lúc này trong cái hỗn hợp của chúng ta có phải thành ra nó chỉ còn lại duy nhất cái thằng là CH5N không? Đó, và chúng ta coi như cái hỗn hợp này nó chỉ có đúng một chất duy nhất là CH5N, được chưa? Khi chúng ta đem đốt cháy thằng này thì chúng ta sẽ thu được là CO2 và nước. Cái mol của CO2 chúng ta cân bằng nhau, chỗ này có một carbon là một CO2, 5 hydro thì chỗ này là 5 2 nước, đúng không? Ok, chúng ta điền mol và chúng ta tính toán thôi. Mol CO2 là 0.9 thì cô suy ra mol của này là bao nhiêu bạn? 0.9 nhân 5 chia 2 là ra 2,25 mol các bạn ơi. Rồi, còn mol của này cũng là 0.9 luôn. Từ đó chúng ta sẽ tính được gam nước nào. Gam nước là 2,25 nhân cho 18, đúng chưa? Chúng ta có được cái gam nước là 40,5 gam. 40,5 thì ta thấy là đây, gam nước là 40,5 đúng không? Đáp án câu D ngay lập tức. Người ta hỏi giá trị của M và X các bạn. X là cái giá trị ở phía sau, là X gam nước thì chúng ta chọn ngay đáp án D. Còn cái gam của cái hỗn hợp ban đầu á, thì bạn có nào? Cái hỗn hợp ban đầu lúc này nó chỉ còn một cái chất này duy nhất thôi, là cái gam của hỗn hợp nó sẽ bằng với gam của này luôn nhé. Ta lấy 0.9 nhân cho M lớn này là 31, ta ra được là 27,9 gam. Đáp án là câu D, được chưa? Ok, dễ không? Dễ nha. Đối với bài này chúng ta cần lưu ý cho cô, những cái chất nào mà nó có số mol bằng nhau á, chúng ta gộp nó lại thành một, được chưa nào? Bạn Trọng Phước là bù lại em học hết lý thuyết rồi. Ôi, bài tập thì chưa học mà lý thuyết học hết rồi. Học cái này là toang á. Rồi, ok, chúng ta qua câu số 30. Câu 30, đề bài cho là gì? Đem thủy phân hoàn toàn 10,2 gram hỗn hợp 4 cái este đơn chức có công thức như thế này. Cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOHXM tính giá trị của X. Ok. Bạn Bích Yên là nói là đốt có không có ra nitơ hả cô? À có chứ, chỗ này phải có nitơ nè. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái bài này cô đang quan tâm đến cái CO2 và nước thôi, nhưng mà cô không có quan tâm đến thằng nitơ ấy, nên là cô không có biết cái nitơ. Được chưa? Chứ chính xác là cái sản phẩm của chúng ta phải có nitơ chứ. Được nào? Chúng ta qua câu số 30 các bạn. Thủy phân hoàn toàn 10.2 gram hỗn hợp các cái este này. Thì bài toán này nó cho khá là nhiều chất đúng không? Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ á, thì chúng ta thấy là những cái este này nó có cái đặc điểm là tụi nó đều có nhiều nhiều các bạn. Nó có 5 carbon trong phân tử, đúng không? Này có 5 carbon nè, này có 5 carbon nè. Thằng này cũng vậy, này cũng vậy. Tức là tất cả các este này nó tụi nó đều có chung một cái công thức phân tử là C5H10O2, đúng chưa? Có nghĩa là chúng ta xem như bốn thằng này là một chất này duy nhất. Được không nào? Chúng ta tính được cái số mol của nó luôn các bạn. Este này là este đơn chức bạn ơi, C5H10O2. Chắc chắn là este đơn chức thì nó phản ứng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1. Hay nói cách khác là số mol NaOH nó sẽ bằng với mol của cái este này, đúng không? Ta tính được mol của nó sẽ bằng cách lấy 110,2 chia cho 102, chúng ta ra được 0.1 mol. Và NaOH cũng sẽ là 0.1. Từ đó chúng ta tính ra được V của NaOH. À nhầm, sorry, cái nồng độ của NaOH chứ. Bằng mol là 0.1 chia thể tích là 0.1, ta ra được 1 m. Đáp án là câu D, được chưa? Thì đó là một bài toán dễ luôn chứ không phải là bài toán khó. Được không? Ok. 30 câu đầu thì chúng ta được 7 điểm rưỡi rồi bạn. Đúng không? Để thi cuối kỳ thì ta nhẹ nhàng tình cảm như thế này thôi, lấy 7 điểm rưỡi rất là dễ. Ok không nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ủa sao có 2 câu 30 vậy ta? Rồi kệ nó mới đi, coi như là mình làm thêm một câu nữa nhé. Câu 30 lần số 2,
vừa cô mới để ý là cái đề này tự nhiên sao cô bắn cô đánh tới tận 2 câu 30, chắc là cô bị lát gì rồi. Ok, chúng ta làm câu 30 lần số 2 nào. Hòa tan hoàn toàn 48 gram hỗn hợp gồm 3 kim loại là nhôm, đồng và bạc trong HNO3 dư. Thì chúng ta thấy là ba cái kim loại này nó đều phản ứng được với HNO3 đúng không các bạn? Chúng ta xin được chúng ta thu được là 0.13 mol NO và 0.07 mol nitơ là các cái sản phẩm khử duy nhất và một cái dung dịch A. Cô cạn dung dịch A chúng ta thu được bao nhiêu gam muối? Ok. Đụng tới câu này các bạn nhớ cho cô, đây là kiểu bài toán kim loại phản ứng với axit HNO3. Nhớ ngay cho cô công thức tính m muối bằng gì? M muối sẽ bằng gì bạn? Bằng m kim loại cộng với 62 nhân mol E trao đổi. Đây là công thức tính m muối nitrat. Các bạn cần nhớ được chưa? Bây giờ chúng ta thế số chúng ta tính toán nào. M kim loại đề bài đã cho là 48 gram cộng với 62 nhân mol E trao đổi. Mol E trao đổi chúng ta tính như thế nào bạn? Chúng ta sẽ tính dựa trên các cái sản phẩm khử đúng không? Bạn có nào, mol E trao đổi bằng NO, các bạn nhớ cho cô nó trao đổi 3 electron, có là lấy 3 lần mol NO. Cộng với nitơ, nitơ trao đổi bao nhiêu E các bạn? Có phải nitơ trao đổi gì? 10 electron không? 10 E và chúng ta cộng với 10 lần mol nitơ. Cái này là khi các bạn học cái dạng bài tập kim loại phản ứng với HNO3 thì chắc chắn giáo viên đã cho các bạn biết cái cách tính mol E, cái số electron trao đổi này rồi ha. Cho nên là cô không có nhắc lại nữa. Được không? Có ai cần nhắc không? Bạn nào cần nhắc thì nói cô nha. 3 nhân cho mol của NO là 0.13 nào, cộng 10 lần mol nitơ là 0.07. Ta có tổng là nhiêu bạn? 3 nhân 0.13 cộng cho 0.07 nhân 10. Chúng ta sẽ ra được là 1,09 mol, đúng chưa? Vậy chúng ta thế vô ra là 1,09. Chúng ta cộng nào, 48 cộng 1,09 nhân cho 62. Chúng ta sẽ ra được là 115,58 gram, đáp án là câu A, được chưa? Ok không nào? Rồi, ok, chúng ta sẽ có nào. Các bạn cần nhắc lại cái chỗ tính số electron trao đổi đúng không? Thì bạn viết cho cô nào, nitơ từ dương 5 ở trong HNO3 tạo ra sản phẩm khử là NO là nitơ dương 2. Bạn lấy 5 trừ 2 thì nó trao đổi 3 electron, thì bạn sẽ có số E trao đổi của nó là 3. Tương tự, từ nitơ dương 5 tạo ra sản phẩm khử là N2. Nitơ này là nitơ không đúng không? Nitơ có số oxy hóa không. Bạn cân bằng cho cô nào, chỗ này 2 nitơ. Bạn sẽ đếm cho cô được là lấy 5 trừ 0 là nó trao đổi 5 electron đúng chưa? Nhưng mà chỗ này có 2 nitơ các bạn. 1 nitơ trao đổi 5 E thì 2 nitơ sẽ trao đổi 10 E, được chưa nào? Ok. Thì đó là cái cách đếm số electron trao đổi của các cái sản phẩm khử. Các bạn cứ viết ra các bạn sẽ tính được thôi. Đây là một cái cách tính quen thuộc của năm lớp 11 và lớp 10 nhé, không phải là cách mới, được chưa? Cái này em học năm ngoái, đúng rồi, cái này năm ngoái các bạn, đây là kiến thức cũ của năm lớp 11 đấy. Bây giờ lên lớp 12 chúng ta ôn lại và chúng ta làm theo cái cách mới của năm lớp 12 nhanh hơn thôi. Được chưa? Ok. Như vậy không? Có ai thắc mắc gì về câu này nữa không? Đây là những bài tập cơ bản nha bạn ơi, bài tập cơ bản đấy. Đó là chúng ta nắm được để chúng ta làm được cái bài điểm cuối kỳ, được chưa nào? Có cách làm khác đúng không ạ? Có cách làm khác, bài này có cách làm khác không? Bài này thì đề bài người ta cho các bạn á, có tới tận bao nhiêu kim loại bạn? 3 kim loại. Bài toán này chúng ta không thể lập hệ phương trình để giải được. Tại vì chúng ta có 3 kim loại mà chúng ta thấy nhiều kiện bài toán chúng ta không có đủ á. Cho nên là bắt buộc bài toán này chúng ta sẽ giải theo cách làm tính m muối bằng cái công thức là m kim loại cộng với 62 nhân mol E trong trao đổi nhé. Ta không có lập hệ hay được gì đâu. Được chưa nào? Cô ơi, bảo toàn E quá trình bảo toàn E quá trình có là tổng mol E trao đổi hai vế nó sẽ bằng nhau á, được chưa nào? Tức là mol E trao đổi của các chất khử nó sẽ bằng tổng mol E trao đổi của các chất oxy hóa. Đó là cái quá trình trao bảo toàn E, được chưa nào? Chúng ta qua câu số 31 ạ. Bảo toàn E được đúng không ạ? Bảo toàn E đúng rồi em. Bảo toàn E là cái cách mà em dùng để em tính được mol E trong trao đổi đấy, đúng không? Câu số 31 bạn Doãn bạn chọn câu D. Câu 31 nào.
Đề bài cho là số lượng mắc xích trong cái đoạn mạch nylon 66 là 121 và tơ capron là 152. Người ta hỏi cái khối lượng phân tử của cái đoạn mạch nylon 66 và đoạn mạch nylon capron này là bao nhiêu. Ok, đây là một cái câu tính toán của cái chương polymer đúng không? Để mà làm được câu này á, thì đầu tiên các bạn phải nhớ được cho cô cái công thức của các cái tơ này, của các cái loại này nè, các polymer này nè, để chúng ta tính được cái giá trị gì bạn, giá trị M lớn. M lớn của một cái mắc xích nylon 66 bạn nhớ cho cô luôn, đó là 200 bao nhiêu bạn? 226. Còn cái tơ capron á, capron chính là nylon 6 bạn ơi, nylon 6 là 113. Cái này rất là dễ nhớ nha. Bạn nhớ cho cô nào, nylon 6 là 113. 113 là 113 đúng không? Số cảnh sát mới được, đúng không nào? Còn nylon 66 á, nó có hai con số 6 nó double lên, thì cái M lớn của nó cũng double lên là 226. Lấy 113 nhân 2 lên có phải ra 226 không? Đúng chưa? Thì đó là cái giá trị M lớn của một cái mắc xích, một cái mắc xích trong cái đoạn mạch này. Và chúng ta muốn tính được cái M lớn của nguyên cái đoạn mạch này, các bạn hiểu không? Đoạn mạch này nó đang có dạng là x tất cả n lần đúng không? X n đó là giá trị là 121 nè. Còn cái mắc xích ở trong cái ngoặc này á, là một cái mắc xích nó có giá trị M lớn là 226. Và bạn muốn tính được cái tổng cái giá trị M lớn của này, các bạn có phải lấy cái số M lớn trong cái mắc xích này là 226, bạn nhân cho cái số lượng mắc xích là 121 để bạn ra được cái giá trị M lớn của nó, đúng không? Ok, chúng ta sẽ lấy 226 nhân cho 121, chúng ta ra được cái đáp án là 27.346. 27.346, được chưa? Rồi tương tự các bạn tính cho cô M lớn của cái đoạn mạch này, cũng lấy là gì, con số 113 nhân cho 152, ta ra được là 17.000, nhiêu đây? Đáp án chúng ta chọn câu D, được chưa? Rồi đó các bạn, dễ nha. Câu này nó là câu cho điểm đó, nhưng mà đòi hỏi là chúng ta phải nhớ được công thức của máy này, hoặc là chúng ta nhớ được M lớn của máy cái này chúng ta mới làm được, được chưa? Rồi chúng ta qua câu số 32. Nãy giờ chưa có gì khó đúng không mấy đứa? Quá là dễ luôn. Ôn đề này cô mới là cho các bạn làm đề đầu tiên á, chủ yếu là ôn lý thuyết và các cái dạng bài tập cơ bản, được chưa? Chúng ta qua câu số 32 là một cái câu gì bạn? Câu toán chất béo đúng không? Ok, chất béo thì chúng ta làm rất là nhiều rồi, không có gì khó nữa. Câu này ta làm luôn các bạn. Đề bài cho là thủy phân hoàn toàn amon chất béo X trong cái dung dịch NaOH vừa đủ, chúng ta sẽ thu được glycerol và mg hỗn hợp muối đốt cháy hoàn toàn amon chất béo này, thì chúng ta thu được nhiêu đây CO2 và nhiêu đây nước. Mặt khác nếu như lấy amon chất béo này tác dụng với brom thì chúng ta có cái lượng mol brom tối đa là 0,05 mol. Tính giá trị của M có là mg muối các bạn. Ok, thì đó là một câu toán cơ bản của chất béo. Chúng ta sẽ bài này chúng ta sẽ làm gì bạn? Đồng bảng hóa vậy cho nó nhanh nha. Đồng đánh hóa cái chất béo về ba cái cụm quen thuộc, đó là HCO tất cả 3 lần C3H5, CH2 và trừ H2 đúng không? Đó, nếu như một cái bài toán mà nó chỉ có chất béo thôi thì chúng ta luôn luôn đồng đánh hóa về được ba cái cụm này để ta giải được nào. Chúng ta sẽ có nào, trong đó cái mol của hydro đó nó sẽ luôn luôn bằng với mol của brom, có nghĩa là bằng 0.05 mol. Còn hai này chúng ta sẽ đặt cho cô hai ẩn khác nhau, đó là ẩn A và ẩn B, được chưa? Chúng ta lập cho cô hệ phương trình để giải ngay lập tức nào. Hệ phương trình của chúng ta sẽ lập dựa trên mol của CO2 và mol nước, đúng chưa? Phương trình đầu tiên bảo toàn carbon chúng ta có. Thằng này có 6 carbon là 6A. Cộng này có 1 carbon là 1 nhân B, đúng chưa? Thì tổng nó sẽ bằng mol của carbon CO2 đó là 1,375. Bảo toàn C ha. Phương trình số 2 là bảo toàn hydro đúng không ạ? Mình sẽ lập dựa trên mol nước. Bảo toàn hydro thì thằng này các bạn đếm nó có 8 hydro nè, là 8 nhân A, được chưa? Cộng này có 2 hydro là 2 nhân B. Rồi tiếp theo chỗ này là trừ 2 nhân 0,025 đúng không? Trừ 2 chứ, trừ 2 nhân 0,05. Thì nó sẽ bằng gì bạn? Số mol nước là 1,275. Trong nước nó có 2 hydro cho nên chúng ta nhân 2, được chưa nào? Rồi các bạn bấm cho cô giá trị AB. Dễ không? Dễ. Ok, thank you bạn Tuyết. Tuyết này bấm máy tính nhanh dữ ta. A bằng 0,025 và B bằng 1,225. Ok, thank you. Thank you mấy đứa.
Dễ quá đó, cái câu này là câu dễ quá. Nói chung là nó cho anh điểm à. Sau khi có giá trị AB rồi chúng ta tính M muối nữa là xong các bạn ơi. Muối của chúng ta lúc này nó chứa cái gì? Bạn đem này phản ứng với NaOH thì bạn sẽ thu được muối à, chắc chắn chứa HCO đúng không? Cái góc CH2 này á, là cái góc nằm trong muối nha bạn. Cái trừ H2 này nó cũng nằm trong muối luôn, được chưa? À, lý do vì sao thì trong cái phần lý thuyết dạy các cái phần này cô đã nói rất là kỹ rồi, bây giờ chúng ta chỉ áp dụng và chúng ta làm thôi nhé. Mol của này á, thì bạn thấy là chỗ này có ba góc này thì mol của nó sẽ là 3 amol ạ, 3 mol. Này vẫn là bao nhiêu? Vẫn là b mol. Còn này vẫn là 0,05. 3A là bao nhiêu bạn? 3A là 0,075 đúng không? Thì này sẽ là 1,225. Này là 0,05. Bạn bấm cho cô 3 này bạn cộng lại là bạn ra được gam muối rồi. Gam này là 0,075 nhân cho 68 đúng chưa? Cộng này là 1,225 nhân cho 14. Còn hiro này là nhiêu bạn? Âm 2 nhân cho 0,05. Được chưa nào? Ta ra là 22,15 gam. Đáp án là câu C. Được chưa? Ok không? Có bạn nào thắc mắc nhiều nào? Ok, rất là dễ nha các bạn ơi. Ngoài cái cách tính muối như này, các bạn có thể tính theo bảo toàn khối lượng cũng được. Các bạn thích tính như nào bạn tính nhé. Đề của cô đối với em câu nào cũng là câu bằng điểm cao ha. Ôi trời ơi. Lại đi cô hả? Lại em cần là cô nói lại khúc nào chứ cô giải xong rồi mà. Làm sao cô nói lại ngay từ đầu được? Các bạn cần nói lại khúc nào nào? Ok. Các bạn không thích tính M muối như này, bạn có thể tính dựa trên bảo toàn khối lượng nha. Bạn lấy khối lượng, bạn lấy chất béo nào cộng 3 NaOH thì mình sẽ thu được muối và nước ở nhầm sorry và glycerol đúng không? Bạn có mol chất béo là nhiêu? Mol chất béo là bằng đây nè, mol chất béo là chính là thằng này các bạn. Thằng này là chất béo nè. Là 0,025, bạn điền vô. Thì bạn suy ra mol của NaOH là 0,075, còn này là 0,025 đúng không? Bạn lấy khối lượng chất béo bằng cộng NaOH bằng trừ glycerol, bạn cũng sẽ ra được gam muối. Lưu ý ở đây là cái gam của chất béo bạn sẽ tính cho cô bằng cách nào. Đây. Chất béo chúng ta đã đưa nó về thành ba góc này rồi. Thì chúng ta có thể tính khối lượng chất béo bằng cách lấy khối lượng của ba cái cụm này cộng lại. Hiểu không? Bạn bấm khối lượng ba này cộng lại là khối lượng của chất béo. Lấy khối lượng chất béo cộng với gam của NaOH trừ gam glycerol các bạn cũng ra được gam muối. Đó, các bạn thích tính các bạn tính theo cách này nhé. Được không nào? Rồi còn bạn nào mà chưa nắm được cái cách đồng đẳng hóa để giải bài toán chất béo thì bạn lên bây giờ thì lên trên kênh YouTube của cô á, bạn tìm thì nó dễ hơn, tại vì trên fanpage á, thì nó trôi đi xa lách xa lơ rồi. Lên kênh YouTube tìm dễ hơn, các bạn xem lại được chưa? Ok. Rồi. Chứ bây giờ mấy câu này quen rồi, bây giờ cô đâu có thể nào ngồi tốn thời gian để nói lại từng ly từng tí cho bạn hiểu không? Bạn phải học qua cái phương pháp giải rồi thì bạn mới nắm được cách giải, được chưa? Còn bây giờ bạn chưa nắm được cách giải, có chưa học qua phương pháp, bạn tạm thời bỏ qua. Bạn phải học qua phương pháp rồi bạn mới làm được nhé. Ta qua, bây giờ nào, ta đếm hai câu lý thuyết trước rồi đã, rồi chúng ta giải câu 33 sau nhé. Được không? Hôm qua kiểm tra giữa kỳ có dạng câu chất béo mà cho tỷ lệ 3 mol 3 chất béo mà em quên cách làm bằng thủy phân hóa. Ôi trời ơi, buồn chưa? À, chúng ta đếm hai câu lý thuyết đếm trước nha mọi đứa, xong rồi chúng ta quay lại chúng ta giải câu 33 sau, được chưa? Bà Nguyễn Tuấn Anh sao biết nó là HCO vậy cô? HCO là sao em? HCO này hả? Cô nói rồi, em đồng đẳng hóa em đưa nó về thành cái gốc axit đơn giản nhất, gốc axit đơn giản nhất là cái gốc HCO, được chưa? Nói chung là em cần phải xem lại cho cô các cái buổi phương pháp giải chất béo được nào, chứ em không có cái nền tảng đầu tiên, bây giờ em xem em cô giải thích cỡ nào em cũng không có hiểu được, hiểu không mấy đứa? Được nào? Ok, chúng ta giải câu 34, câu lý thuyết đếm nào. Câu 34. Ok, không sao hết nha. Nếu như mà giữa kỳ mình không làm được thì cuối kỳ mình gỡ lại thôi các bạn, không có gì hết, được không nào? Và quan trọng là chúng ta làm gì? Chúng ta rút kinh nghiệm để chúng ta chuẩn bị tốt cho cái kỳ thi quan trọng nhất, đó là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, được chưa nào? Ok, chúng ta có nào, câu 34 các bạn chọn đáp án là câu C. Người ta hỏi là trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là câu A nào, hầu hết các polymer không tan trong các dung môi thông thường. Câu này chuẩn không bạn? Chuẩn đúng không? Nó không tan trong các dung môi thông thường như là nước này kia. Nước là dung môi chúng ta rất là hay dùng đó.
thì nó không tan được trong nước ạ, nó chỉ tan trong một số cái dung môi đặc biệt thôi. Đấy, cho nên là câu A là một cái câu đúng, đúng nào. Câu B, ở điều kiện thường, metinamin và etinamin là chất khí có mùi khai. Chuẩn các bạn? Chuẩn. Hai cái amin này là hai amin tồn tại ở thể khí và tụi nó có mùi khai tương tự như ammoniac, được không? Câu C, trong phân tử peptic ala gliglyvan có 5 nguyên tử oxy. Cái cách đếm nguyên tử oxy trong cái phân tử peptic cô đã chỉ rất là nhiều rồi đúng không? Có rất là nhiều cách đếm các bạn có nè. Peptic này được cấu tạo từ các gốc amino acid đều có một nhóm NH2 và một nhóm COOH trong phân tử, đúng không? Ala gliva nè. Nó không có thành nào đặc biệt cả. Bạn có thể đếm bằng cách lấy gì bằng số oxy bằng với số gốc amino acid cộng thêm 1, được chưa? Tức là 1 2 3 4 gốc nè, bằng 4 gốc cộng thêm 1 là bằng 5. Thì câu này là một câu phát biểu đúng, đúng chưa nào? Ok. Đó, đếm như vậy cho nó nhanh. Được không nào? Xong nha. Ta qua câu D. Khi để trong không khí thì anilin bị sẫm màu vì bị oxy trong không khí oxy hóa. Câu này đúng không các bạn? À, đúng các bạn ơi. Chúng ta có là anilin là một cái chất lỏng không màu á, nhưng mà nếu như bạn để lâu trong không khí thì nó sẽ bị oxy hóa bởi oxy không khí, nó tạo thành một cái dung dịch màu nâu đen, được chưa? Ok. Câu C đồng, glucose và fructose đều tác dụng được với hydro để tạo thành sorbitol. Câu này quá đúng chứ gì nữa. Và chúng ta sẽ có tất cả 5 phát biểu này đều đúng. Đáp án là câu B, đúng chưa nào? Ok. Được nào, xong không? Cô thấy là câu này có rất là nhiều bạn chọn đáp án C ấy. Các bạn chọn nhầm câu nào các đúng không? Đối với những câu lý thuyết đếm các bạn cần phải đếm kỹ cho cô nha. Lý thuyết nó rất là dễ bị sai, đặc biệt là những câu lý thuyết đếm. Được rồi. Chắc bữa nào cô sẽ có buổi ôn lý thuyết đếm nhỉ? Em sai câu D hả? À câu D. Câu D này cô có nói trong lý thuyết rồi đúng không? Anilin là một cái chất lỏng ban đầu, nó là nếu nó nguyên chất thì nó sẽ là một chất lỏng không màu ạ, không tan trong nước và nặng hơn nước, được chưa? Nếu như chúng ta để lâu trong không khí thì nó sẽ bị oxy hóa bởi oxy không khí tạo thành chất lỏng màu nâu đen, được nào? Em làm đúng mà thấy mấy bạn chọn em hoang mang quá hả? Ok, rồi. Giữa kỳ em sai một câu ngớ ngẩn nữa là thủy phân este xảy ra hoàn toàn mà em cho nó là đúng. À, phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng hai chiều, là phản ứng không hoàn toàn nha. Còn phản ứng trong môi trường kiềm là phản ứng hoàn toàn đó. Môi trường kiềm là phản ứng một chiều, là phản ứng hoàn toàn hết chứ. Ôi tự nhiên rắc cổ quá. Rồi ok, chúng ta qua câu số 35 nào. Thực hiện các thí nghiệm sau. Người ta hỏi số thí nghiệm xảy ra được phản ứng là, thì đó là một câu gì bạn? Một câu lý thuyết đếm vô cơ, được chưa? Ok, các bạn cho cô biết nào, câu 35, bạn Lê Tuấn Thiện chọn đáp án câu B. Bạn Nắm là chọn câu B, bạn Thiền Nhân cũng B luôn. Nói chung là câu 35 các bạn đều chọn câu B, đúng không? Ok, ta có nào. Ý số 1 là cho đồng vào trong dung dịch sắt 3 clorua, các bạn thấy ngay, đúng không? Cái này có phản ứng theo quy tắc alpha ngay lập tức bạn. Mình thu được đồng 2 clorua và sắt 2 clorua theo quy tắc alpha nha bạn ơi. Số 2 nào, cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân, hai thành này nó phản ứng ngay với nhau ở nhiệt độ thường tạo ra thủy phân thủy ngân sunfua nhé. Cái phản ứng này xảy ra ngay ở nhiệt độ thường nha các bạn. Có là hai cái này đúng nào, được chưa? Số 3 nào, cho bạc phản ứng với HCl thì bạn thấy đây là không có phản ứng. Bạc là kim loại đứng sau hydro á, cho nên nó không phản ứng được với HCl và H2SO4 loãng, được chưa? Câu 4 nào, cho dung dịch bạc nitrat vào trong sắt 3 clorua. Bạc nitrat AgNO3 cộng với sắt 3 clorua các bạn sẽ có, đó là một cái cặp chất có tham gia phản ứng với nhau. Và cái phản ứng đây xảy ra là phản ứng trao đổi đúng không ạ? Trao đổi là bạc nó lấy clo nào, tạo ra kết tủa AgCl là một cái kết tủa màu trắng. Sắt lấy gốc nitrat tạo ra FeNO3 tất cả 3 lần, đúng không? Đó là một cái phản ứng của muối và muối, đó là phản ứng trao đổi tạo ra kết tủa. Có kết tủa thì phản ứng này nó xảy ra được nha các bạn. Được chưa nào? Ok, vậy chúng ta có 3 phản ứng xảy ra được, đáp án phải là câu C.
Lúc nãy đòi 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 chuẩn bị nha, nguyên một tràng nào, nguyên một tràng các bạn chọn từ trên xuống dưới là câu B hết, không bạn nào chọn C, là sao mấy đứa? Có phải mấy đứa sai cái ý số 4 không? Cô đảm bảo là chắc chắn mấy đứa sai ý số 4 đúng không? Cô nói không sai đâu. Câu này các bạn, đề bài nó sẽ biết các bạn hay sai chỗ nào. Giáo viên á, giáo viên và cả bộ giáo dục cũng vậy các bạn, người ta thường biết các bạn hay mắc cái lỗi sai chỗ nào và người ta sẽ cho cái đề, nó sẽ có cái chỗ lừa các bạn. Câu này là cái câu này là câu số 4, nó lừa lừa mình đúng không? Đúng nào? Ok, toàn nha mấy đứa ơi. Hai thằng này có phản ứng với nhau. Cô biết là mấy đứa đang đinh ninh là mấy đứa xét theo quy tắc alpha, sách 3 cộng không phản ứng được với 3 cộng. Nhưng mà ở đây là một cái muối phản ứng với muối, nó phản ứng theo gì? Quy tắc trao đổi. Được chưa nào? Ok. Rồi toàn mấy đứa rồi, chết rồi. Hôm nay hai câu lý thuyết đếm sai hết, toàn rồi. Bằng mạnh quyền khoan cô ơi, fructose tác dụng với hydro thì nó ra công thức giống sorbitol là polyancol, vậy mình tính nó là sorbitol luôn phải không cô? Ồ. Mạnh quyền nó phát biểu một câu mà cô hoang mang á. Mấy đứa biết là gì? Cả glucose và fructose nó cộng với hydro nó tạo ra cùng một cái sản phẩm là sorbitol, là một cái ancol đa chức, nó có 6 carbon liên tiếp gắn 6 nhóm OH liên tiếp. Được chưa? Thì nó gọi nó là một cái polyancol luôn á. Nhưng mà tự nhiên cái câu nói của em cô hoang mang, cô không biết, cô không hiểu em hỏi cái gì luôn. Được nào? Và các bạn lưu ý cho cô nhé, hai câu lý thuyết đếm này khá là hay đấy. Được chưa nào? Đi thi đại học các bạn luôn luôn mình sẽ có hai, ít nhất hai câu lý thuyết đếm, được chưa? Còn xui xui thì có thể có nhiều thêm nữa. Còn đi thi cuối kỳ thì chắc chắn là bạn cũng sẽ gặp đó, nhưng mà không biết là gặp bao nhiêu câu thôi. Được nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta giải câu 33 nhé. Cô cho tổng ôn lý thuyết đi cô hả? À thế thì để nào, để bữa nào nhé. Tuần sau đi, cô sẽ sắp xếp, cô sẽ like một buổi tổng ôn lý thuyết. À, trong đó sẽ có chèn nhiều lý thuyết đếm và lý thuyết mô hình thí nghiệm, được chưa nào? À, rồi ok, chúng ta qua câu 33 các bạn. À, câu 33 là một câu hỗn hợp gồm amin và ancan. Câu này thì cô trích trong đề thi minh họa của Bộ Giáo dục năm 2020 hay 2021 gì nhỉ? 2021 vừa rồi thì phải. Cô không nhớ lắm, nhưng mà các bạn kêu câu này thì những cái năm gần này nó gặp trong đề thi đại học rất là hay gặp. Thì có nghĩa là gì? Có thể trên đề thi trên trường các bạn cũng có thể gặp đúng không? Câu này các bạn cho cô biết đáp án nào. Cô có pha lý thuyết đếm mà cô chưa chữa. Ok, rồi. Câu 33 các bạn chọn câu C. Rồi chúng ta giải luôn nhé. Đề bài người ta cho là hỗn hợp E gồm một cái amin X no mạch hở và một cái ancan Y có số mol X lớn hơn số mol của Y. Ok. Đề bài này người ta cho rất là kỹ rồi đúng không? Amin X no mạch hở. Có điều là chúng ta chưa biết được là nó no đơn chức hay là no đa chức. Đố nào? Nhưng mà các bạn, những câu này các bạn đã giải rất là quen với cô rồi. Theo cái kinh nghiệm làm bài thì kiểu bài toán này người ta cho no mạch hở, người ta không cho đơn chức, thì cái xác suất nó rơi vào trường hợp hai chức rất là cao. Được chưa? Cái này gọi là kinh nghiệm làm bài. Còn nếu như bạn mà không thì bạn cứ giải cho cô hai trường hợp. Trường hợp 1 nó là no đơn chức, trường hợp 2 nó là no hai chức. Người ta làm trường hợp nào ra số đẹp thì ta chọn thôi. Được chưa nào? Ok. Thì theo kinh nghiệm bài này chắc chắn chúng ta sẽ ra hai chức trước. Rồi và một cái ancan, vậy chúng ta có nào quy đổi hỗn hợp này về thành amin no mạch hở hai chức, chúng ta đưa nó về thành CH2 và NH2 đúng chưa? Ancan thì chúng ta tách ra CH2 và H2 các bạn. Lúc này các bạn cần lưu ý cho cô cái amin của chúng ta, bạn amin này là amin hai chức đúng không? Nó có dạng là RNH2 tất cả hai lần. Thì nó sẽ tách ra được như bạn, nó sẽ tách ra được hai cái nhóm NH2 nha bạn. Hiểu không? Nó có hai cái nhóm NH2, đó là cái điều mà các bạn cần lưu ý. Được nào? Rồi bây giờ người ta cho là gì? Đốt cháy hoàn toàn 0.09 mol cái hỗn hợp E này. Chúng ta cần nhiêu đai oxy và thu được nhiêu đai mol nước. Chúng ta có 3 dữ kiện và chúng ta có 3 ẩn các bạn ABC. Để cho chúng ta lập cho cô hệ phương trình nào. Phương trình thứ nhất chúng ta lập dựa trên cái mol của hỗn hợp. Thì lúc này chúng ta có nào, mol của ancan nó sẽ luôn luôn bằng với cái mol của hiro. Cái này là cái các bạn cần nhớ. Được không? Cái thứ hai các bạn có nào, amin này cô vừa lưu ý các bạn là nó tách ra được hai nhóm NH2. Thì lúc này từ cái mol của nhóm NH2 là bmol, chúng ta suy ngược lại cái số mol của cái amin.
Có phải là chúng ta sẽ lấy b nhân 1 chia 2 không? Là mol của amin là b chia 2 nha. Ta cần lưu ý cho cô chỗ này, các bạn rất là hay sai chỗ này, được chưa? Vậy ta có nào, mol amin là b chia 2 cộng với mol của ancan là c mol, thì chúng ta sẽ có cái bằng với mol của hỗn hợp là 0,9, được chưa? Ok, rồi xong nha. Tiếp theo nào, tới cái mol của oxy thì chúng ta sẽ dùng bảo toán E thôi bạn. Bảo toán E thì nó rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Bạn nào bạn đã học với cô nhiều, bạn quen quá quen cái định luật bảo toán E nha. Thằng này trao đổi 6E nè, là 6 nhân A, cộng này là 2B, đúng chưa? Này là cộng với 2C thì chúng ta sẽ bằng là 4 lần mol của oxy. Và cuối cùng dựa trên mol nước ta sẽ bảo toàn hydro. Bảo toàn hydro này có 2A, này 2B đúng chưa? Này có 2C. Thì tổng nó sẽ bằng là 0,54 nhân mấy bạn? Nhân 2, được chưa nào? Ok không? Bài toán này là bài toán 8 cộng rồi bạn. Bài toán 8 cộng rồi nha, cho nên nó hơi khó đấy. Ồ, mày đưa bấm máy tính nhanh thế. Mày đưa ra đáp án luôn rồi này. A bằng nhiêu? Ok, cô ghi A qua bên này luôn đi. A này là A bằng 0.4, B bằng 0.1 và C bằng 0.04. Ok, thank you mày nữa. Cô ghi bên này luôn, được chưa nào? Sau khi chúng ta có số mol của các chất, đề bài này người ta bảo chúng ta tính cái gì nào? Người ta bảo tính khối lượng của X trong 14,56 gram hỗn hợp E. Và để tính được khối lượng của X thì chúng ta phải có được công thức của X là cái công thức gì, đúng không? Và có số mol là bao nhiêu, được nào? Rồi vậy bây giờ chúng ta có nào? Bây giờ làm sao để tìm được công thức của X à? Sau khi quy đổi, tính được mol rồi thì chúng ta làm cái bước tiếp theo đó là ghép chất, đúng không? Ghép chất để tìm được công thức của cái amin và cái ancan ban đầu. Ghép chất thì đến thời điểm hiện tại các bạn, bạn nào mà đã học ở các bài toán vận dụng cao với cô rồi thì ghép chất nó quá là quen thuộc. Nó không phải là cái phương pháp gì mới nữa cả, đúng không? Bạn ghép và bạn cho cô biết công thức của hai chất luôn nào. Amin và ancan. Ai ghép được rồi? Ok, bạn Trung Kim, bạn Hoàng Sơn, ra là C4H12N2 và C5H12. Ok, được chưa nào? Bạn nào mà chưa biết cách ghép các bạn, bạn có thể tính cho cô rằng cái này thực tế là nó là một cái giống như bạn thử trường hợp trong môn toán thôi. Tức là bạn sẽ bóc rồi, bạn bắt đầu thử cho cô nhé. Cái số C trung bình để ghép vô cho cái hỗn hợp này nè, bạn thử cho cô trước cái số C trung bình bằng cách lấy cái số mol của carbon. Carbon nó nằm ở đây thôi nè, các bạn thấy không? Đấy nha, chỗ này là 0.4 mol carbon nè. Chia cho cái số mol của hỗn hợp là 0,09. Bạn sẽ tính ra được cái số C trung bình là 4,4. Có nghĩa là cái số C ghép vô mấy chất này nó có trung bình là 4,4 thì mình sẽ bắt đầu ghép từ 4 carbon hoặc là 3 carbon trở đi được nha. Có là mình dựa trên cái số C trung bình mình ghép cho nó nhanh. Bây giờ nào, giả sử chúng ta có rồi, cô nói cho bạn nào chưa biết cách ghép nha. Mol của amin của chúng ta lúc này nè, bạn nhớ nha, mol của amin là B chia 2 là 0,05, còn mol của ancan là 0.04 nè. Bạn bắt đầu nha, bạn thế cho cô nè. Ghép, cô giả sử ghép 3 carbon vô cho amin trước, thì lúc này mình sẽ tốn cái lượng carbon, ta tốn cái lượng carbon là lấy 0.05 nhân mấy. Lúc nãy là cô định thử bao nhiêu bằng? Thử 3 carbon trước đúng không? Ok, thử 3 trước. Thì nó tốn mất là 0.15 mol CH2 để ghép vô cho cái amin này. Vậy cái lượng CH2 còn lại để ghép vô cho ancan, ta lấy tổng ban đầu là 0.4 nè, trừ này là ra 0.25. Đây là lượng CH2 ghép vô cho ancan. Tiếp tục ta lấy cái này bạn, ta chia cho mol của ancan, nếu như nó ra số đẹp á, tức là cái số carbon ghép vô cho ancan này là số nguyên á, thì nó đúng. Lấy 0.25 chia 0.4 nó ra số lẻ, các bạn thấy nó sai, tức là trường hợp này sai, được chưa? Vậy chúng ta bắt đầu tăng lên, ta ghép vô cho amin 4 carbon thì cái lượng CH2 tốn cần dùng cho thằng này là 0.05 nhân 4, được chưa? Là 0.2 mol. Vậy cái lượng carbon còn lại để ghép cho ancan thì ta lấy tổng là 0.4 nè, trừ cho cái lượng vừa rồi là 0.2 thì nó còn lại là 0.2. Lượng 0.2 còn lại này dùng để ghép vô cho ancan, đúng chưa? Vậy ta tính luôn nè, lấy 0.2 chia cho 0.04 để chúng ta tính được cái lượng carbon ghép vô cho ancan, hiểu không?
chia ra thì nó ra được 5C. Vậy ta thấy không? Cả hai trường hợp này số đều nguyên á, nó ra số nguyên là chắc chắn trường hợp này đúng. Được chưa? Vậy amin của chúng ta là C4, còn ancan là C5H12. Amin là C4 thì nó sẽ là C4H bao nhiêu bạn? C4H12N2 đúng không? Amin hai chức á. Được không? Rồi, ok. Cô dạy tiếng Anh không cô? Ủa tự nhiên xong mấy đứa lại hỏi là cô dạy tiếng Anh không là sao? Tiếng Anh cô dở lắm. Cô không có giỏi tiếng Anh đâu mấy đứa ơi. Hồi xưa cô học tiếng Anh dở nhất trong mấy môn luôn. Cô biết nữa, cô bị một lời nguyền là cô học tiếng Anh dở lắm. Rồi bây giờ các bạn, mình đã có được công thức của amin và của ancan rồi. Thì giờ chúng ta làm gì nữa? Ta tính cái gì bạn? Cái khối lượng thôi. Nhưng mà các bạn cần lưu ý cho cô nào. Ở đây á, người ta nói là tính khối lượng trong 14,56 gram hỗn hợp. Vậy thì chúng ta xem thử nhé. Đầu tiên các bạn phải xét cho cô nào. Đây là số mol của cái amin trong cái hỗn hợp ban đầu là 0,09 mol. Còn bây giờ người ta cần tính là tính cái khối lượng của cái amin này trong 14,56 gram. Cái lượng này với cái lượng này nó có tương ứng với nhau không? Chưa chắc đúng không? Cho nên chúng ta cần phải xem xét cái lượng hỗn hợp này nó có cái khối lượng là bao nhiêu. Lấy 0.4 nhân cái này là 14 nè, cộng này là 0.1 nhân 16, cộng này là 0.04 nhân 2 thì chúng ta ra được tổng khối lượng của các hỗn hợp ban đầu này là 7,28 gram. Ta lấy cái lượng đề bài cho chỗ này là 14,56, ta chia cho này. Để chúng ta thấy là cái lượng mà người ta hỏi chỗ này là cái lượng gấp đôi so với cái lượng ban đầu đề bài cho, đúng không? Người ta hỏi cái khối lượng của amin trong cái này. Cô vừa tính ra thì cô thấy cái lượng này nó gấp đôi cái lượng ban đầu đề bài cho nè. Khối lượng gấp đôi thì có nghĩa là số mol của chúng ta cũng sẽ gấp đôi lên, đúng chưa? Số mol gấp đôi lên thì chúng ta sẽ lấy 0,05 nhân 2. Nhân cho em m lớn của amin này là 14, à nhầm 12 nhân mấy? Nhân 4 cộng 12 cộng 28, đúng chưa? Ta ra được là 8,8 gram. Đáp án là câu C. Được chưa nào? Ok. Rồi, được chưa nào? Rồi các bạn ơi, câu này là một cái câu nếu như bạn nào mà chưa gặp bao giờ các bạn sẽ thấy nó hơi khó đó. Tại vì nó là câu 8 cộng rồi, đòi hỏi chúng ta phải có kỹ năng quy đổi, ghép chắc vân vân nha. Được chưa? Bạn nào mà đang xem livestream các bạn mà mình còn đang yếu các bài toán của chương 3 hoặc là gì, mình đang yếu gì ở phần vô cơ, chúng ta đang bị mất gốc mà chúng ta chưa tìm, ta không biết làm sao để lấy lại gốc vô cơ á, thì bạn có thể tham khảo cái khóa live VIP của cô nha. Xin xin 1 phút để review BA về khóa học nha. Này rút kinh nghiệm, tại bữa trước là cô toàn BA khóa học và cuối giờ thôi á, mấy đứa ao hết mất tiêu rồi. Có nghĩa là cô chỉ muốn nói là bạn nào mà đang muốn thì học chắc mấy cái dạng này bạn. Bây giờ lúc mà cô ôn đề á, thì cô khó mà có nhiều thời gian để nhắc lại chi tiết từng cái cách làm. Cho nên á các bạn, mình muốn học chi tiết từ đầu có là mình mất gốc mấy phần này, mình muốn lấy lại gốc để mình học tốt á. Được chưa? Thì bạn đòi các bạn chịu khó phải học cho cô ngay từ những cái cách làm từ ban đầu á, được chưa? Được nào? Bây giờ mình mới có tới tháng 12, mình còn khá là nhiều thời gian. Tức là mình nếu như bạn mà chọn cái khối thi mà có hóa và muốn mà được thi được 8 cộng trở lên nha, thì mình quyết tâm học cho cô từ giờ đến cái lúc mình thi đại học á, thì chắc chắn các bạn sẽ được cái mục tiêu đó. Môn hóa lấy 8 điểm thực sự không khó bạn, mình chăm một chút là ổn, được không nào? Thì bạn nào mà còn đang tìm cái chỗ học, các bạn chưa tìm được giáo viên phù hợp á, thì bạn có thể tham khảo khóa VIP của cô ha. Những bạn nào mà đang xem livestream đến thời điểm này, ồ số đẹp vậy ta, bây giờ là còn 100 bạn chẵn luôn nè. Số đẹp không? Bạn nào mà đang xem livestream trong cái buổi hôm nay nha, mà các bạn muốn đăng ký khóa VIP á, bạn inbox liền cho Bay á, thì cô sẽ giảm học phí cho bạn. Riêng hôm nay, tối hôm nay thôi nhé, các bạn sẽ được giảm học phí còn 1 triệu 2 thôi. Được chưa? Giảm học phí khóa VIP của cô á, còn 1 triệu 200. Học nguyên năm từ giờ đến lúc thi, và bạn được tặng kèm các khóa luyện đề luôn, luyện đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia luôn nha.
cho những bạn nào chăm học trong buổi tối hôm nay thôi nha, chứ còn bạn nào mà lười mà đã vô ao ra rồi á, không có thấy cái thông báo này á, thì chắc chắn là bạn không có được cái cơ hội này rồi, được không nào? Ok, hôm nay ngày cuối tuần mà cô đang vui mới đó. Cô không biết vì sao mà cuối tuần cô hay vui. Nhưng mà không phải cô có người yêu rồi nha mấy đứa ơi. Mấy đứa đừng nói câu đó nha. Ok không nào? Rồi, đó, thì bạn nào muốn mà tư vấn kỹ hơn về khóa học, các bạn inbox cho Bay thì sẽ cô sẽ tư vấn, được chưa nào? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại cái bài học. Em đã tìm được cô nhưng hết tiền rồi hả? Rồi, ok. Bạn nào mà hết tiền rồi thì mình tranh thủ Tết, mình giờ tới Tết đúng không? Mình sẽ để dành tiền lì xì để mình đăng ký học. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ giải tiếp theo từ câu 36 trở đi. Chúng ta còn 5 câu nữa, đúng không nào? Cô lại đi chơi với gia đình hả? Không. Hôm nay chủ nhật hả? Hôm nay chủ nhật thì cô chỉ có dạy đúng một ca của lớp mình thôi. Cô rành á. Với lại là cô vui là tại vì đúng là cũng có liên quan đến gia đình á, nhưng mà gia đình cô, bố mẹ cô thôi chứ không phải là liên quan đến người yêu nha. Cô không có đi chơi, cô ở nhà nhưng mà cũng gọi điện nói chuyện này kia cũng vui. Hồi xưa cô đi học giống mấy đứa, cái ngày chủ nhật cô cũng thường là cái ngày cô dành ra thời gian để nghỉ giải lao á. Thường chủ nhật cô học ít hơn bình thường, ngày chủ nhật xả stress á, nên là ngày chủ nhật thường cô cũng sẽ rất là vui. Nhưng mà tùy nha, chứ không phải lúc nào cũng vui. Bằng Trung Tuấn là đăng ký học hai lần, trí tuệ có nhân hai không cô hả? À cô không biết nữa, cái này cô chịu á, được không? Cô không biết, nhưng mà nếu như bạn chăm học á thì chắc chắn một điều là bạn sẽ tiến bộ nhân đôi, được không? Ví dụ bình thường mình học mức độ là 1 đúng không, bây giờ mình học với mức độ là nhân đôi lên, có là mình chăm góc đôi lên thì chắc chắn mình sẽ tiến bộ nhanh gấp đôi, đó là một chuyện chắc chắn xảy ra, được không? Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta quay lại câu số 36 nào. Tiến hành thí nghiệm theo các bước như sau các bạn. Bước số 1, cho một cái nhúm bông vào cốc đựng dung dịch H2SO4 70% đun nóng. Có là người ta cho nhúm bông là nó chứa gì bạn? Cellulose đúng không? Vào H2SO4 đun nóng có là chúng ta đang thủy phân cellulose các bạn. Thì cuối cùng chúng ta sẽ thu được glucose đúng chưa nào? Rồi, bước 2 là gì? Trung hòa dung dịch thu được bằng NaOH, có là chúng ta trung hòa cái axit này đi các bạn. Bước 3 là lấy dung dịch thu được sau khi trung hòa, có là dung dịch sau khi trung hòa nó sẽ chứa glucose đúng không? Glucose đem cho phản ứng tráng gương, sau đó đun nóng lên. Người ta hỏi nhận định nào, sau đây là nhận định đúng. Thì bạn nhớ cho cô đầu, cái phản ứng tráng gương á, muốn cái phản ứng tráng gương này xảy ra được, bạn nhớ là phải đun nóng nhé. Phản ứng tráng gương ngay ở nhiệt độ thường nó không xảy ra được, chúng ta phải đun nóng lên á thì nó mới xảy ra được, được chưa? Nhận định nào sau đây là đúng các bạn? Câu A, sau bước số 3, trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp kim loại bạc màu trắng. Câu này, ôi sao câu này đúng mất tiêu rồi. Glucose tráng gương nó sẽ có một cái lớp kim loại bạc bám lên cái thành ống nghiệm màu trắng, trắng bạc đúng không? Câu A đúng luôn rồi. Câu B, thí nghiệm trên dùng để chứng minh cellulose có nhiều nhóm OH là sai. Đây là cái phản ứng gì bạn? Chứng minh glucose có cái tính khử, nó tham gia được phản ứng tráng gương. Và cái thành cellulose thủy phân ra được, nó tham gia được phản ứng thủy phân để ra glucose, được chưa nào? Câu C, sau bước số 2, nhỏ dung dịch iốt vào cốc thì ta thu được dung dịch có màu xanh tím. Thì câu này càng sai luôn. Iốt nó chỉ tạo ra màu xanh tím với tinh bột thôi các bạn. Câu D nào, sau bước số 1, trong cốc thu được hai loại monosaccharide, thì câu này càng sai. Thủy phân saccharose, thủy phân cellulose chúng ta chỉ thu được một loại monosaccharide duy nhất, đó là glucose thôi. Chứ chúng ta không có cái loại monosaccharide nào khác nữa, được không nào? Chúng ta qua câu số 37. Câu này là một câu lý thuyết vận dụng cao đó các bạn. Nhưng mà thật ra câu này nó dễ, quá dễ đúng không? Chúng ta qua câu 37 là một câu liên quan đến biện luận tìm công thức cấu tạo của este, đúng chưa nào? Người ta nói là gì? Cho các phương trình phản ứng hóa học sau. Các cái phản ứng đều ở điều kiện và xúc tác thích hợp. Cho biết là X này, cái chất X này nào, nó phản ứng với 2 NaOH ra được X1, X2 và nước. Cái chất X2 này cộng được với COO, thì bạn sẽ có nào, X2 mà cộng được với COO, chúng ta có nó là ancol đúng không? Ancol để nó cộng với COO thì nó ra được anđehyde các bạn, anđehyde.
Được chưa? Ok. Tiếp theo, người ta đem bóc cái aldehyde này xuống tham gia phản ứng trắng gương thì mình thấy nó tạo ra được cái sản phẩm là NH4 2 lần CO3. Thì các bạn nhớ cho cô nào, đây là những cái phương trình liên quan đến kiến thức cũ của năm lớp 11. Để tạo ra được cái sản phẩm này á, thì cái aldehyde X3 này nó bắt buộc phải là gì? Nó phải là thành aldehyde HCHO ạ. Chỉ có aldehyde formic thì nó mới tạo ra được cái sản phẩm là NH4 2 lần CO3. Và nó tạo ra được bốn bạc luôn các bạn. Ok. Vậy cô đã tìm ra được công thức của cái aldehyde này rồi. Có công thức của aldehyde này là thành có một carbon. Thì cô suy ngược lại cái ancol của cô ạ. Ancol ban đầu của cô nó cũng phải là ancol có một carbon, là ancol CH3OH. Được chưa? Rồi, và chúng ta đã có được công thức của X2 các bạn. Bây giờ tiếp tục chúng ta tìm cái X1 nào. X1 cộng với NaOH thì ra được X4 và Na2CO3. Cái phản ứng này bạn, người ta ghi thiếu á. Các bạn nhìn cho cô, phản ứng này nó khá là quen thuộc. Chúng ta thấy cái sản phẩm này là Na2CO3. Là phản ứng này là phản ứng của cái trường hợp là ta đem muối cộng với vôi tôi sút á. Tức là cộng với vôi tôi sút là CaO với NaOH nè. Được chưa? Thì nó tạo ra được cái X4 là một cái hydrocarbon. Nói chung là các bạn, nói chung là những cái câu này đã là cái câu vận dụng và vận dụng cao. Các bạn muốn làm được á, thì những cái lý thuyết cơ bản đầu tiên các bạn phải nắm được cái đó. Chứ bạn mà không nắm được cái đó thì bây giờ những câu này cô nói các bạn sẽ không nắm được. Hiểu không? Ok. Được nào, vậy thì giờ chúng ta có nè, cái X4 này nè, đem xuống đây người ta lại thêm, người ta thấy là nó lại tham gia được cái phản ứng là 1500 độ C làm lành nhanh. Đó là một cái phản ứng rất là quen thuộc của năm lớp 11. Mình thấy ngay đó chính là phản ứng đặc trưng của cái thằng CH4 các bạn. Nó ra được CH2 và hydro cân bằng 3 hydro và 2 này, được chưa? Cho nên là chúng ta khẳng định luôn cái X4 là CH mới các bạn. X4 là một cái thằng CH4, được chưa? Và bạn nhìn cho cô nào, cái X1 này nó cộng được với gì bạn? Nó cộng được với 2 NaOH. Nó cộng được với 2 NaOH thì chứng tỏ nó phải là một cái muối của axit hai chức, đúng không? Muối của axit hai chức mà cộng mà ra được cái thằng CH4 thì chắc chắn nó phải là cái thằng CH2CONa tất cả hai lần. Nó rất là quen thuộc rồi, không có cái gì nữa là xa lạ nữa nhé các bạn. Và từ đó chúng ta ghép lại để chúng ta tìm ra được cái công thức của chất X ban đầu. Nó sẽ có cái gốc axit là CH2COCO, đúng không? Ở đây chúng ta có nào, nó tạo ra được cái sản phẩm X2 là cái ancol methylic. Có nghĩa là chỗ này nó phải gánh một gốc ancol methylic, đúng chưa? Ở đây các bạn sẽ thấy nó tạo ra được một cái sản phẩm là có nước. Có nước thì chứng tỏ chỗ này nó phải có một cái gốc axit COOH, đúng chưa nào? Ok. Rồi, vậy thì chúng ta đã tìm được cái công thức cấu tạo của cái este. Cái thằng này là một cái hợp chất tạp chất, đúng không? Cái hợp chất X ban đầu. Bây giờ mình chỉ còn chọn cái nhận định sai nữa là xong các bạn. Câu A, X có 8 nguyên tử hydro. Bạn đếm cho cô nào, nó chỉ có 6 nguyên tử hydro, đúng không? Vậy câu A là câu sai. Câu B, X2 rất là độc, không được sử dụng để pha đồ uống. X2 là một cái ancol methylic. Ancol methylic là thằng độc nha bạn. Ancol ethylic thì nó uống được, nhưng mà ancol methylic là bạn uống là bạn dễ bị ngộ độc lắm đó. Được chưa nào? Ok, câu này là câu đúng. Câu C nào, X1 tan trong nước tốt hơn X. X1 là thành gì? X1 là thành gì bạn? X1 là cái muối này bạn. Muối thì nó sẽ tan tốt trong nước, còn cái thành ban đầu này là một cái este, nó có cái gốc este thì nó tan trong nước kém hơn nha. Câu C chắc chắn đúng rồi. Và câu D nào, X5 có phản ứng tạo kết tủa với bạc nitrat. X5 là thằng này bạn, X5 là CH2 thì nó sẽ có khả năng tạo được cái tủa gì? Cái tủa C2Ar2 là một cái kết tủa màu vàng với cái bạc nitrat, được chưa nào? Cái câu này thì nó có một số cái phương trình phản ứng liên quan đến lớp 11, được chưa? Ok, thì đó là một cái câu gì? Câu vận dụng 8,5 cộng của cái este đấy các bạn. Ok, thank you bằng tiếp nào. Tự nhiên cô đang dạy mà nó ngồi viết nguyên một tràng BA khóa học giúp cô luôn. Thank you mấy đứa nhá. Những bạn học sinh lớp VIP luôn luôn đồng hành cùng cô. Đi nào. Tại vì thực tế là cô không có cộng tác viên mấy đứa. Dạ, cô không có cộng tác viên, đó là có những bạn mà giới thiệu khóa học giúp cô, cho nên là được một cái là học sinh trong nhóm VIP rất là thương cô, tranh thủ lúc cô dạy là mấy đứa BA giúp cô á. Nên là yêu mấy đứa nhiều, điều nào. Rồi bây giờ nào, chúng ta sẽ qua ba câu cuối, câu 38, 39, 40 rồi chúng ta đi ngủ nhé.
tối nay thêm nhiều đối thủ hả? Làm sao mà thêm nhiều đối thủ? À, bây giờ vẫn còn 80 mấy, 85 bàn xem đúng không? Ok, good job mấy đứa. Chăm học là xứng đáng có à, xứng đáng được 10 điểm cuối kỳ các bạn. Đúng không? Bây giờ có người yêu là chuyện xưa rồi. Chúng ta chăm học xứng đáng các bạn được. Thôi, mình không nói 10 điểm mà mình nói là 9 cộng cuối kỳ. Được không nào? Ok. Cố gắng cuối kỳ mình chinh phục, mình lấy điểm 9, điểm 10 nha các bạn. Điểm cao cuối kỳ là Tết này mình ăn cơm ngon này nè. Nhưng mà điểm thấp thấp là Tết này thấy không vui vậy đó, đúng không? Ví dụ là bà con hàng xóm tới hỏi bữa giờ học hành sao rồi, các kiểu, mà điểm thấp thấp là thấy buồn rồi đúng không? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua câu 38. Câu 38 này hả? À, cái câu 38 này thì cái dạng kiểu câu 38 này thì cũng tùy. Nó không có hay gặp lắm. Cho nên là ok, câu này chúng ta sẽ chừa, chúng ta sửa cuối nha, chúng ta sửa mấy câu sau hay hơn. Kỷ luật cái câu này các bạn, cái dạng đó thì nó ít gặp trong đề thi cuối kỳ, cho nên là chúng ta ưu tiên sửa hai câu cuối trước, đó là câu toán peptic và câu toán muối amoni. Thì hai cái dạng này sẽ là hai dạng toán vận dụng cao mà mình hay gặp trong đề thi cuối kỳ hơn. Nó nằm trong cái chương số 3 các bạn. Được không? Bây giờ chúng ta sẽ qua câu 39 trước, được không? Câu 39. Một câu toán peptic. Câu này thì nó cũng chưa qua phải là quá khó, nhưng mà chúng ta thử thử xử xử lý trước cho cô thử xem nào. Đề bài cho hỗn hợp X gồm một cái tetra peptic và một cái tri peptic. Ok. Để thủy phân hoàn toàn 50,36 gam X cần dùng cần cái dung dịch chứa 0,76 mol NaOH. Sơ phở hoàn toàn cô cạn ta thu được là 76,8 gam hỗn hợp muối chỉ có chứa A gam muối glycine và B gam muối alanin. Có nghĩa là người ta khẳng định cho chúng ta biết là sơ phản ứng này chúng ta chỉ thu được muối của glycine và alanin. Chứng tỏ cái peptic ban đầu của chúng ta nó sẽ chỉ được cấu tạo từ thành gly và ala thôi, đúng không? Nó không có cái gốc nào khác cả. Được chưa nào? Người ta nói là mạch khác đốt cháy hoàn toàn 0.11 mol X bằng oxy dương thì chúng ta thu được m gam CO2, tính giá trị của m. Ok. Rồi ok, bây giờ nào mấy đứa tập trung học đi, mấy đứa đừng có ngồi mà lo PA quá là mình không còn thời gian để học á. Tập trung học nha, nhiêu đó ok là ổn rồi đó. PA quá là quá lố luôn rồi. Rồi bây giờ mình tập trung nào, giao cho cô hai câu cuối rồi đi ngủ nè. Bài toán peptic các bạn, đụng đến peptic thì chúng ta sẽ nhớ cho cô là mình sẽ luôn luôn quy đổi cho cô về ba cái cụm này các bạn. Quen thuộc nha, C2H3NO, CH2 và nước. Đó, nói chung là peptic thì cứ quy đổi cho cô về ba góc này. Trong đó cái mol nước nó sẽ bằng với mol của hỗn hợp peptic, luôn luôn là như vậy. Còn cái mol này á thì nó sẽ bằng với mol của tổng các cái max xích trong amino acid. Hay còn gọi là nó bằng với mol của bazơ, mol của bazơ là mol của NaOH hoặc là KOH phản ứng với nó. Cho nên ở đây các bạn thấy nào, ở đây ta có là 0,76 mol của NaOH thì nó chính là bằng cái mol của này luôn. Được chưa? Ở đây chúng ta chưa có mol của hỗn hợp cho nên ta chưa biết hai ẩn này. Ta đặt cho cô hai ẩn là A và ẩn B, được chưa? Bài này người ta đề cập đến cái chuyện là có gam muối, vậy thì cô sẽ xử lý nào. Khi đem cái hỗn hợp này mà phản ứng với NaOH NaOH để tạo thành muối á, thì chúng ta sẽ có muối của chúng ta chứa gì nào? Muối của chúng ta nó sẽ chứa gì bạn? Chứa gốc C2H3NO, rồi gì nữa? NaOH và CH2. Đó, muối của chúng ta nó sẽ chứa ba gốc này nha bạn. Còn nước thì nó không nằm trong muối, được chưa? Cái này thì đầu tiên các bạn cũng phải nắm được cho cô cái phương pháp quy đổi, có là cái lý thuyết của bằng này các bạn sẽ hiểu rõ hơn vì sao muối nó chứa cái này. Giờ cô chỉ nói sơ sơ qua thôi ha. Bạn hiểu cho cô là khi NaOH nó vào nó phản ứng với cái này ạ, thì NaOH nó tấn công vô cái max xích này nè, đúng không? Để nó tạo thành muối. Và tất cả cái phân tử NaOH nó đều nằm vô trong muối hết, nó không có tách ra được cái gì hết. Ok không? Cho nên lúc này cô coi như muối nó gồm có cả NaOH nằm vô đó luôn, và bao gồm góc này với góc này. Còn thành nước thì bạn biết rồi, nước nó không có nằm trong muối. Hiểu chưa nào? Ok. Đơn giản là như vậy nhé. Thì chúng ta có mol này là 0,76, mol NaOH là 0,76. Và chúng ta sẽ tính ra được ngay cái mol của CH2 dựa trên cái tổng gam muối là 76,8 gam, đúng chưa? Lấy 76,8 trừ cho này là 0,76 nhân cho m lớn góc này là 57 nè. Trừ góc này là 0,76 nhân cho 40. Ta còn lại nhiêu đây là của CH2 chia cho 14, ta ra được mol này là 0,22 các bạn. Ok, có mol này luôn, 0,22.
cuối cùng là chúng ta tính mol nước. Mol nước chúng ta sẽ tính dựa trên cái này đúng không? Ok, 50,36. 50,36 gam. Ta tính gam mol nước bằng cách lấy 50,36 trừ cho hai này đúng không nào? Trừ cho này là 0,76 nhân cho 57, trừ này là 0,22 nhân 14. Ta còn nhiêu đây là của cái nước ạ, chia 18 ta ra được nước là 0,22 mol. Ok. Sau khi có mol của nước thì chúng ta có đây chính là mol của hỗn hợp peptic luôn, được chưa nào? Bây giờ người ta đọc đề người ta nói cái gì tiếp nào? Người ta nói là mặt khác nếu như đem đốt cháy hoàn toàn 0.11 mol cái hỗn hợp peptic ban đầu. Thì bạn thấy không? Hỗn hợp peptic ban đầu là 0,22 mol nào. Bây giờ người ta đốt là đốt chỉ có 0.11 mol, tức là người ta nói giảm đi một nửa đúng không? Thì bạn sẽ hiểu cho cô là gì? Cái tổng lượng CO2 chúng ta thu được nó cũng giảm đi một nửa, được chưa nào? Vậy chúng ta bảo toàn carbon, chúng ta tính cho cô tổng carbon trong cái hỗn hợp này nè, để chúng ta tính được cái mol của CO2 nha. Carbon chỗ này là 0.76 nhân 2 cộng với carbon chỗ này là 0,22, đúng chưa? Đây là tổng carbon thu được là 1.74 mol. Nhưng mà cô vừa nói các bạn rồi đó, cái số mol của hỗn hợp nó giảm một nửa, cho nên mol của CO2 nó cũng phải giảm một nửa, là còn bao nhiêu? 0.87. Vậy cái gram của CO2 chúng ta nhân 44 thì nó ra được là 38,28 gram. Đáp án là câu C, được chưa nào? Thì đó là một câu toán cơ bản quy đổi của peptic thôi bạn, nó chưa có khó. Cái đề hôm nay thì cô nói rồi đó, cô không có làm khó các bạn, cho nên là cái đề này cô cho còn đơn giản. Khi nào mà chúng ta gặp đến cái chuyện là chúng ta ghép chất các kiểu á thì nó mới khó thôi. Còn bây giờ câu này đơn giản, ta tính toán dựa trên cái số liệu thôi, chưa có cái gì khó hết nha. Được nào? Bây giờ chúng ta sẽ qua câu cúng cùi, đó là câu 40, một câu toán muối amoni. Được nào? Câu này cô trích trong đề thi đại học năm 2019 các bạn. Kiểu câu này thì nó cũng hay gặp trong đề thi cuối kỳ. Được nào? Ok, chúng ta đọc đề và chúng ta bắt đầu phân tích làm cho cô câu này. Bạn Thanh Hưng có đáp án là câu 40A. Còn có ai có đáp án khác không nào? Bạn Mai Chi là xin tiếp để lên fan cứng hả? Mấy đứa tương tác với cái fanpage nhiều á, đúng không? Thì nó tự nhiên nó sẽ, hệ thống nó sẽ tự cho mấy đứa lên cái danh hiệu fan cứng thôi à. Cái này cô cũng không rành đâu, nhưng mà cô nghĩ là vậy. Rồi bây giờ chúng ta giải nhanh câu 40 các bạn. Câu này nó thực tế nó không quá khó, chúng ta đọc chúng ta hiểu đề rồi chúng ta sẽ làm nhé. Đầu tiên người ta cho nào, chất ít là một cái thành công thức như này, nó là muối amoni của axit carboxylic đa chức. Và cụ thể bạn nhìn thấy cho cô là nó có 4 oxy thì nó sẽ là muối của axit carboxylic hai chức, đúng không? Ok. Tiếp theo người ta coi cái điểm tiếp nào. Chất Y là một thành này, nó là một cái hexapeptic. Ok. Được tạo bởi một cái amino acid. Biết 0.1 mol hỗn hợp E gồm chất X và chất Y, tác dụng tối đa với 0.32 mol NaOH trong dung dịch đun nóng, ta thu được metinamin và dung dịch chỉ có chứa 31,32 gram hỗn hợp muối. Bảo tính phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây. Ok, rồi chúng ta bắt đầu phân tích nhé. Cái đầu tiên các bạn, bài toán này chúng ta thấy ngay được cái điều gì nào? Ta sẽ tính ra được mol của hai cái chất này bằng cách đặt này A mol, này B mol. Cô ngay lập tức cô sẽ lập được một cái hệ phương trình để tính được mol của hai này. Đầu tiên cô có tổng số mol của hỗn hợp là A cộng B bằng 0.1 mol hỗn hợp, đúng chưa? Cái thứ hai cô sẽ lập dựa trên mol của NaOH. Chúng ta có nào, đây là một cái muối của axit carboxylic hai chức. Axit carboxylic hai chức có là nó có hai cái nhóm COO đúng không ạ? Thì có phải các bạn biết ngay là nó sẽ phản ứng với hai NaOH không? Đúng chưa? Cho nên chúng ta có 2A cộng với thằng này là một cái hexapeptic. Hexapeptic thì nó sẽ phản ứng với 6 NaOH, đúng chưa? Còn nếu như nó là pentapeptic thì nó sẽ phản ứng với 5 NaOH. Rất là dễ, cho nên chúng ta sẽ có thằng này phản ứng với 6 NaOH là 6B. Thì nó sẽ bằng tổng mol của NaOH là 0,32. Từ đó chúng ta có giá trị của AB là bao nhiêu bạn? Ok. Bao nhiêu nào? Cô chưa thấy các bạn comment. Mình bấm cho cô hệ phương trình nào.
Ta có A bằng 0,07 và B bằng 0,03. Rồi, ok. Đó, ngay phát đầu tiên là cô đã tính được cái mol của hai cái chất ban đầu. Được chưa nào? Ok, tiếp tục phân tích ta có. Cái muối của axit carbon hai carboxylic hai chất này nó sẽ có dạng là gì bạn? RCO. Các bạn thích nào? Bây giờ các bạn muốn giải theo cách nào? Giải theo đồng đẳng hóa hay là giải theo theo bình thường các bạn? Bài này chúng ta có thể giải theo bình thường hoặc là giải theo đồng đẳng hóa đều được á. Bạn muốn cô giải theo cách nào nào? Ok. Bình thường hay đồng đẳng hóa mới được? À, nếu như đồng đẳng hóa, ok, và đồng đẳng hóa đúng không? Rồi. Đồng đẳng hóa thì chúng ta sẽ đưa nó này về nào, cái gốc axit hai chất đơn giản nhất là gốc axit oxalic COCO đúng không? Đọc đề chúng ta thấy nào, khi chúng ta đem cái hỗn hợp này phản ứng với NaOH chúng ta thu được methyl amin. Thì có nghĩa là cái muối amoni này nó sẽ được cấu tạo từ thành methyl amin là NH3CH3 đúng không? NH3CH3. Có là cái gốc axit này là cô chưa biết nó là cái gốc axit như thế nào. Cho nên là cô đưa nó về thành cái gốc đơn giản nhất là gốc COO, gốc oxalic được chưa? Tiếp theo cái peptide này là cái hexapeptide và cô cũng chưa biết là nó được cấu tạo từ cái amino acid nào. Nhưng mà các bạn biết cái amino acid đơn giản nhất có phải là thành glycine không các bạn? Đó cho nên là cô đưa nó về thành thành glycine tất cả đóng ngoặc lại 6 lần. Được chưa? Và cô tách cái CH2 ra. Vậy các người là cô đồng đẳng hóa cái hỗn hợp ban đầu của cô về thành ba góc này. Hiểu ý tưởng các bạn? Cô nói lại ha, cái muối amoni của axit carboxylic đưa về cái gốc axit đơn giản nhất vì nó thủy phân ra được methylamin cho nên cô gắn cái gốc methylamin vô đây. Còn cái peptide thì cô đưa về cái peptide của cái gốc amino axit đơn giản nhất là glycine. Cô sẽ ghi là glycine tất cả 6 lần và cô tách cái CH2 ra đây. Khi đem cái hỗn hợp này phản ứng với NaOH thì cô sẽ thu được cái muối gì nào? Cô sẽ thu được muối gồm có COONa tất cả 2 lần là muối của natri oxalat đúng chưa? Tiếp theo là thành gly thì cô sẽ thu được muối của gly bạn, muối của gly là NH2 CH2 COONa. Đúng chưa? Và thằng này thì nó giữ nguyên, nó nằm trong muối. Ok. Nhiệm vụ của chúng ta là cần tính cái mol của CH2 này để ghép chất đúng không? Mol của này chúng ta có là 0,07 rồi nè. Mol này là đề bài cho 0,03. Cô vừa tính ở trên này bạn. Vậy thì thằng này là 0,007. Thằng này cô chưa biết là cô đặt là ít mol ha. Này qua này ít mol. Cái mà chúng ta cần lưu ý cho cô ở trong bài toán này đó chính là cái mol của này. Bạn mà tính sai cái mol của này là bạn sai nguyên bài. Thằng này là thằng gly 6 lần, có nghĩa là khi tham gia phân thủy phân nó tạo ra 6 góc này bạn. Đúng không? Nó tạo ra 6 góc muối của glycine. Cho nên mol của cái góc này nó sẽ bằng 0,03 nhân 6 lên là 0,18 mol. Được chưa? Lưu ý nha các bạn, rất dễ bị sai, các bạn thường là bóc cái này qua rồi là thành một góc á, bạn sai liền. Bạn cần lưu ý. Đề bài cho biết tổng khối lượng muối này là 31,32 gram các bạn. Đó, 31,32 gram hỗn hợp muối. Từ cái dữ kiện này chúng ta tính được cho cô giá trị của x, bấm máy tính luôn nha. Ta lấy 31,32 trừ cho này là nhiêu? 0,07 nhân 134 trừ này là 0,18 nhân m lớn của này là nhiêu? Glycine là 7. Bạn tự bấm nha bạn, 16 nè, cộng 14 nè, cộng góc này là 67 nè. Ok chưa? Ta ra được là 4,48 là gam của cái góc này. Ta chia cho m lớn góc này là 14, ta ra được góc này là mol là 0,32. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta ghép chất cho cô. Bóc cái CH2 đem ghép lên lại cho hai thành ở trên để chúng ta tìm ra được cái công thức cấu tạo chính xác của hai này đúng không? Bạn nhóm và bạn ghép nhanh cho cô nào. 0,32 thì chúng ta sẽ ghép như thế nào? Ghép như nào sẽ phù hợp các bạn? Ghép như nào bạn ơi? Ok. Ok, 0,32, cái này là thần đồng toán học nè, ta nhắm cho cô liền liền. Tức là các bạn nhạy về cái con số các bạn sẽ nhắm tốt thôi. Đặc biệt là bạn giỏi toán bạn sẽ nhắm rất là nhanh. Được nào? Ghép được là nhiêu? 21, 21, 21 đúng không? Ok, chuẩn rồi bạn. Mình nhắm nhanh luôn cho cô là mình thấy là ghép ra được 2 xé 2 và đây là 1 xé 2. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ có cái gốc axit này nó sẽ biến thành gốc axit gì? Gốc axit có hai gốc CH2 đúng không? Rồi COO. COO.
NH3, SH3 thì cô có được cái công thức của cái muối amoni ban đầu. Là cái công thức này là công thức của chất X đúng không? Tiếp theo công thức của chất Y thì bạn có đâu? Cái gốc này là gốc glycine. Bây giờ chúng ta ghép thêm vô đây một carbon nữa thì nó biến thành cái gốc alanin đúng các bạn? Đúng không? Gốc ala nó nhiều hơn gốc glycine một carbon. Để cho nên là nó sẽ biến thành gốc ala, có là peptide lúc này nó sẽ là ala tất cả 6 lần. Được chưa? Số mol thì chúng ta có sẵn rồi, này là 0,07, này 0,03. Đề bài cho là gì? À, tính phần trăm khối lượng của X trong cái hỗn hợp E. Vậy thì chúng ta tính cho cô nào. Đầu tiên chúng ta phần cần phải có khối lượng của hỗn hợp đúng không? Ta tính cho cô M hỗn hợp nào. Bấm theo máy tính cho cô theo cho quen này nhá. M lớn của này bấm nào. Này là 14 nhân 2 nào. Cộng này là hai góc này là 88 các bạn. Cộng góc NH3 là 17 nhân 2, cộng góc CH3 là 15 nhân 2. Đó, ta bấm như vậy cho nó nhanh. M lớn này là 180 nhân 0,07. 180 nhân 0,07 ha. Cộng M lớn này các bạn lưu ý cho cô, M lớn này tính bằng cách như sau. Ala là 89 các bạn, 89 nhân cho 6 nè. Nó là một cái hexapeptide thì chúng ta phải trừ đi 5 phân tử nước, tức là trừ đi 5 nhân 18. Được chưa? M lớn của nó là 444. 444 nhân cho mol là 0,03. Vậy ta có tổng khối lượng là nhiêu? Ta có tổng khối lượng là 25,92. Chúng ta tính phần trăm khối lượng của X bằng cách lấy khối lượng của X là 180 nhân 0,07 nhân 100 chia cho khối lượng hỗn hợp, đúng không? Ta ra được là 48,61%. Đáp án sẽ là câu A gần nhất với giá trị là 49%. Được chưa nào? Rồi bạn ơi, đây chúng ta đã giải xong một cái câu toán muối amoni và peptide chất trong đề thi đại học. Nó câu này là câu 8 cộng không, câu này là 9 cộng rồi bạn, 9 cộng nhé. Nằm trong đề thi đại học, câu này ở mức độ 9 cộng rồi đó. Ok xong không? Được nào? Thì cô giải rất là chi tiết cho bạn câu này rồi, thì các bạn có thể giải những câu tương tự khác nhé. Ok. Hồi đó em mê dạng muối amoni còn hơn mê cô nữa. Mà chỉ có hồi đó thôi, bây giờ hết mê rồi hả? Rồi ok. Câu này. Có ai thắc mắc gì về câu này không các bạn ơi? Chúng ta còn một câu 38 nữa nha. Câu 38 lúc này chúng ta chưa giải á. Chúng ta giải câu 38 nữa nha. Chưa nghĩ đâu mấy đứa ơi. Ok không? Mà bạn Thư học cô bây giờ thấy mấy câu này bánh cuốn hả? Mấy câu này bây giờ học rồi bạn sẽ thấy nó rất là dễ. Nó thực sự nó không khó bạn ơi. Khó thì thực sự là bài toán gì? Bài toán este bằng nhùm cao nè. Bài toán vô cơ bằng nhùm cao thì đó là những cái dạng thực sự khó. Còn những cái dạng này thì nói chung là những dạng mà 8 cộng, 8 hay 5 cộng 9 điểm á, thì nó các bạn chăm là các bạn sẽ học tốt. Được chưa? Còn những dạng mà từ 9 hay 5 cộng trở lên á, thì thực sự nó khó. Được không? Ok, rồi xong ha. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu 38. Cô thấy câu này không có bạn nào thắc mắc gì cả. Những dạng này nha, cô dạy rất là kỹ trong khóa nâng cao bạn. Dạng toán muối amoni nè, peptide vân vân. Cô dạy rất là kỹ trong khóa nâng cao. Bạn nào muốn mà đang có mục tiêu mình 8,5 cộng 9 cộng á, mà mình chưa có học tốt phần này các bạn, thì mình tranh thủ nha. Bạn có thể về đội của cô, được chưa? Để học tốt phần này và chúng ta tranh thủ cày. Mấy cái dạng văn toán nâng cao á, thì các bạn thứ nhất là mình phải có cái nền tảng tư duy khá khá trước đã nha. Rồi mình học mới tốt được. Và mình có mình học, mình cày, mình rèn luyện từ giờ đến lúc thi đại học thì chắc chắn chúng ta sẽ ổn. Chứ mà để chúng ta để 1 2 tháng cuối chúng ta cày á, nó không có nổi, đúng không? Nên là mấy dạng toán nâng cao, vận dụng cao chúng ta học càng sớm càng tốt, được chưa nào? Bây giờ chúng ta quay lại câu 38. Câu này thì thực tế nó không phải là câu khó, nhưng mà nó là một cái câu gì toán cái gì bạn, toán muối amoni đúng không? Câu này thì ít gặp chứ không phải là không gặp. Được chưa? Bài toán này chúng ta xử lý cho cô luôn nào. Ta sửa đề giúp cô một chút nhé. Câu này nó cô đánh số nó bị sai. Chỗ này là 63,5 nha bạn. Được chưa? Bây giờ chúng ta đọc đề nào. Đề bài cho 0,3 mol lysine tác dụng với Velic dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và BaOH 2 lần. Ta thu được dung dịch có chứa 63,5 gram chất tan. Để tác dụng tối đa với các chất tan trong Y cần m gam dung dịch Z chứa hỗn hợp gồm HCl và H2S4 có cái nồng độ phần trăm như thế này. Ta thu được dung dịch T. Cô cạn dung dịch T chúng ta thu được x gam muối khang, tính giá trị của x. Rồi ok. Rồi
Chúng ta cho cô biết đáp án này nào. Rồi, ok. Câu này các bạn. Câu này chúng ta có, đây là kiểu bài toán có hai quá trình phản ứng xảy ra liên tiếp đúng không? Ta đem một cái amino acid phản ứng với hỗn hợp ba dơ, ta thu được dung dịch Y. Đem dung dịch Y này tiếp tục phản ứng với axit, đây là kiểu bài toán có hai quá trình liên tiếp mà chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ xử lý như nào? Đầu tiên chúng ta xử lý cho cô chỗ này trước đã. Xử lý cái khúc này trước nào. Đem cho lysine vào phản ứng, lysine có số mol là 0,3, phản ứng với hỗn hợp hai cái ba dơ là NaOH và BLH hai lần. Chúng ta thu được là 63,5 gam chất tan và nước đúng không? Thế bây giờ nào các bạn, dựa trên cái dữ kiện người ta cho chỗ này thì chúng ta tính được cái gì? Người ta cho để chúng ta tính được mol của hai cái ba dơ này các bạn. Hai ba dơ này người ta đã cho chúng ta biết là tỷ lệ nồng độ là 1 chia 0,5 là tỷ lệ 21 đúng không? Có nghĩa là chúng ta được quyền đặt cái số mol nó theo một ẩn, đây là 2A, này là 1A. Được chưa nào? Chúng ta nhìn cho cô trong cái phương trình này, chúng ta có thể giải ra được ẩn A bằng cách. Chúng ta làm gì các bạn? Bảo toàn khối lượng ngay lập tức đúng không? Ở đây người ta cho là C vẫn chúng ta thu được 63,5 gram chất tan thì nó có khả năng là có ba dơ dư hoặc là lysine dư. Chúng ta chưa biết là cái thằng nào dư. Nhưng mà cái khả năng cao ạ, thường thường ba dơ nó sẽ dư. Được chưa? Vậy thì lúc này các bạn, chúng ta sẽ hiểu cho cô nha, lysine là cái thằng có hai nhóm NH2 nè. Và gì nữa? Ở đây cô không quan tâm cái cấu tạo mà cô quan tâm là nó có hai nhóm NH2 và một nhóm COOH. Bây giờ cô sẽ thử bạn giải nha. Trường hợp đầu tiên là cô cho ba dơ dư, ba dơ dư trước. Thì có nghĩa là bạn sẽ hiểu là cái mol nước này của chúng ta nó sẽ tính theo cái mol của nhóm chất COOH đúng không nào? Vì sao bạn? Bạn sẽ hiểu cho cô lúc này có nghĩa là gì? Cái nước này nó sẽ được hình thành khi chúng ta lấy cái COOH này nè cộng với ba dơ OH. Ta ra được muối CO gì gì đó đúng không? Và nước. Là cái nước này nó sẽ được hình thành từ cái này phản ứng với này. Cho nên là mol nước á, các bạn sẽ có là một là nó tính theo cái này, hai là nó tính theo cái này. Được chưa? Bài toán này cô đang giả sử cô đang tính theo trường hợp đầu tiên là ba dơ của chúng ta dư, có là OH trừ dư thì có nghĩa là mol nước tính theo mol của này. Được chưa? Mol này là 0,3 mol đúng chưa? Và chúng ta bảo toàn khối lượng, chúng ta tính cho cô giá trị A nào. Lysine bảo toàn khối lượng ta có. Lysine là 146 nhân 0,3 đúng không? Cộng với NaOH là 40 nhân 2A cộng với BaOH hai lần là 171 nhân A, được chưa? Thì nó sẽ bằng khối lượng của chất tan là 63,5 cộng với nước là 0,3 nhân 18. Bạn bấm cho cô giá trị của A thử xem nào. Bấm cho cô giá trị A xem thử nó có đẹp không. Đẹp không mấy đứa? 63,5 cộng 0,3 nhân 18 trừ 146 nhân 0,3 chia cho 40 nhân 2 cộng 171. Ta ra được A bằng 0,1 đúng không? Ok, trường hợp này các bạn bấm nó ra số đẹp á, thì có nghĩa là chúng ta đang giả sử ba dư dư là đúng luôn rồi ha. Nếu như chúng ta bấm ra số xấu thì chúng ta sẽ chia ra cô qua trường hợp số 2. Đó là lysine của chúng ta dư và lúc này mol nước tính theo mol của OH trừ. Được chưa nào? Hiểu ý tưởng không? Rồi, bây giờ chúng ta có, sau khi chúng ta đã có được mol của hai ba dư thì bây giờ ta xử lý tiếp qua phần phản ứng với axit nào. Đó là kiểu bài toán cho hai cái quá trình xảy ra liên tiếp đúng không? Thì bạn quen rồi, chúng ta sẽ gộp chất vậy. Ta coi như hỗn hợp ban đầu của chúng ta sẽ gồm lysine, NaOH và BaOH hai lần luôn. Đem ba cái chất này phản ứng thẳng với hai cái axit là HCl và H2SO4 đúng không? Trong đó mol lysine chúng ta đã có là 0,3. Mol NaOH đề bài cho chúng ta có 2 amol là 0,2. Này là 0 chấm mấy bạn? 0,1 đúng chưa? Phản ứng thì chúng ta sẽ thu được muối và nước đúng không? Đề bài người ta cho biết là gì? Phản ứng vừa đủ. Có cái chữ gần, cái chữ mà người ta nói là cần đó bạn. Cần có nghĩa là phản ứng vừa đủ, được chưa? Sơ vỡ chúng ta thu được người dung dịch T, cô cạn dung dịch T thu được ít gam muối khan, tính giá trị của gam muối. Và chúng ta cần tính cái muối này gọi. Vậy muốn tính được muối, chắc chắn là chúng ta sử dụng định luật bảo toàn khối lượng. Và cái chúng ta cần có đây chính là mol của axit và mol của nước để chúng ta bảo toàn được khối lượng, đúng không? Thế làm sao để tính được cái mol của axit các bạn? Chúng ta sẽ phân tích cho cô dựa trên cái dữ kiện này nào. Người ta cho biết là gì? Chúng ta cần m gam dung dịch Z có chứa hai cái axit có cái nồng độ phần trăm tương ứng là như thế này. Thì lúc này các bạn dựa trên cái khối lượng dung dịch và cái nồng độ C phần trăm,
chúng ta sẽ tính được cái số mol của hai cái axit này, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là nó phải dính theo cái ẩn m nha, có là cái khối lượng dung dịch chúng ta chưa biết á. Ta có là gì bạn? Số mol là sẽ bằng gì? Bằng c phần trăm nhân cho m dung dịch chia cho 100 m lớn, đúng không? Đây là cái công thức tính số mol. Áp dụng công thức này, ta bấm máy tính và chúng ta tính cho cô mol của HCl nè. Mol HCl chúng ta thế vô là bằng 10,95 c phần trăm nhân cho cái m dung dịch là ẩn m, đúng không? Chia cho nhiêu bạn? Chia cho 100 nhân m lớn của HCl là 36,5. Bạn tính cho cô thử xem nó dính, nó ra được bao nhiêu mol nào? 10,95 chia 100 chia 36,5. Lẽ thế nào? 95 chứ, ok 95 chứ không phải 96. Ra được là 3 nhân 10 mũ trừ 3 m mol. Tức là nó dính ẩn m vô đó nha các bạn. Được chưa? Rồi tương tự các bạn bấm cho cô mol của H2S4 luôn nào. 9,8% nào. Nhân cho m đúng không? Là khỏi nhân, chia cho 100. Chia cho m lớn của H2S4 là 98. Chúng ta ra được mol của H2S4. Ok. Cô hết gió cho nên là cô ghi né né ra nhé. Mol của H2S4 nó sẽ bằng là 0,0. Nói chung là 1 nhân 10 mũ trừ 3 là 10 mũ trừ 3 m mol. Được chưa? Cái số nó hơi không đẹp lắm các bạn. Mà thật ra thì chúng ta cũng không quan tâm, chúng ta quan tâm cho cô cái tỷ lệ mol của hai cái axit này. Đây là mol HCl nha. Tỷ lệ này các bạn sẽ thấy thằng này gấp 3 lần mol thằng này, đúng không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc này giả sử cô đặt HCl là 3 b mol thì này là 1 b mol, đúng chưa? Có nghĩa là chúng ta dựa trên cái m dung dịch và cái c phần trăm, chúng ta tính ra được cái mol của hai cái axit này nó dính theo cái ẩn m. Ta chia tỷ lệ mol của hai axit này, chúng ta thấy là tỷ lệ là 3:1, đúng chưa? Chúng ta sẽ đặt cái ẩn ở đây là 3b, này là 1b. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cần tính được cái giá trị b này. Và cái cách tính chúng ta biết chưa? Biết rồi, quá quen. Chúng ta sẽ có là gì? Công thức quen thuộc đó là mol của tổng mol H cộng bạn. Tổng mol H cộng sẽ bằng gì? Mol của NH2 cộng với mol của OH trừ. Vì sao chúng ta có công thức này? Chúng ta hiểu là khi chúng ta cho axit vào phản ứng với cái hỗn hợp này á, thì axit nó sẽ tấn công vô cái nhóm NH2 của cái ly xin, nó phản ứng vô cái nhóm trước đó, đúng không? Và cái thứ hai là nó phản ứng vô cái nhóm trước OH của bazơ. Cho nên tổng mol H cộng nó sẽ bằng mol của hai góc này cộng lại. Được chưa nào? Ta thấy số ta có mol của NH2 là sẽ nhiêu bạn? 0.3 nhân cho 2, đúng không? Ly xin nó có hai nhóm NH2 nha bạn. Là 0.3 nhân 2. Cộng với tổng mol OH trừ chỗ này là 0.2 nè. Cộng với OH trừ chỗ này là 0.1 nhân 2 nữa, đúng không? Đó, ok. Cái bút của cô nó bị hết mực. Rồi, chúng ta có tổng cái này bằng nhiêu bạn? Tương đương với nào? Tổng mol H cộng chúng ta có H cộng chỗ này là 3B nè. Cộng chỗ này là mấy B nữa bạn? 2 nhân B, đúng không? Thì sẽ bằng tổng mol của đôi là 0.6 cộng 0.4 là 1 mol. Và chúng ta giải ra được B bằng 0.2, đúng chưa? Rồi xong vấn đề rồi bạn. Lúc này chúng ta có thằng này là 3B là 0.6 mol, này B là 0.2 mol. Được chưa? Rồi, có mol hết rồi. Bây giờ mol nước nào bạn? Mol nước thì chúng ta có bài toán này xong. Bài toán này người ta cho là cái hỗn hợp này phản ứng vừa đủ với cái hỗn hợp này, đúng không? Thì lúc nãy cô có nói với bạn rồi. Mol của nước, một là nó tính theo mol của OH trừ, hai là tính theo mol của nhóm chất COOH. Cái bài này thì chúng ta chỉ bắt buộc, chúng ta bắt buộc phải tính theo mol của nhóm chất OH trừ, đúng không? Tổng mol OH trừ là 0.4, vậy mol nước là bằng 0.4, bằng với mol OH trừ ha. Rồi, vậy thì chúng ta đã có hết cái số liệu rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc bấm cho cô bảo toàn khối lượng để ra được cái gam muối ở đây nữa là xong. Bạn bấm cho cô nào, tổng khối lượng này cộng lại, cộng này trừ cho nước, bằng ra được gam muối nhé. Các bạn bấm cho cô cái nào. Ok, bấm giúp cô cái. Bạn Đức ra là câu đế 103,2 gam. Chắc chưa nào, những bạn còn lại bạn bấm thêm cho cô một cái nữa cho chắc ăn luôn. Ok, đáp án bạn Thảo cũng ra câu D luôn đúng không? Rồi ok ok. Rồi chúng ta đúng rồi, câu D đó. Rồi vậy thì cô tin tưởng nha, đáp án các bạn bấm ra được câu D, bấm bảo toàn khối lượng các bạn.
Thì đó là cái cách xử lý của cái dạng toán này. Nó hơi khó một chút ở cái chỗ là người ta cho các bạn là hai cái bazơ và hai cái axit, dẫn đến chúng ta nhiều khi chúng ta thấy nó nhiều chất cho nên chúng ta cảm thấy nó khó. Chứ còn về bản chất thì chúng ta cứ áp dụng cho cô bảo toàn khối lượng là nó sẽ ra được chưa nào. Tại sao chúng ta cô ơi tính mol nước theo mol COH thì công thức nào vậy cô? Công thức đây nè, ví dụ trong cái trường hợp này lúc nãy cô đã nói rồi nè em, đúng không? Thì em cho lysine phản ứng với này, mà lúc này cô cho với em là cô giả sử là ba dơ của chúng ta dư, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính cái mol của nước theo mol của COH. Cô nói rồi đó, cái bản chất là đem lysine mà phản ứng với ba dơ là cái nhóm chất COH của lysine nó sẽ phản ứng với cái nhóm OH của ba dơ để tạo thành muối và nước, đúng không? Thì bạn sẽ thấy nước nó tính là một là tính theo mol này, hai là tính theo mol này. Đó, được chưa? Thì lúc này cô giả sử là ba dư dư cho nên cô sẽ tính mol nước theo cái này, được không? Còn các bạn hỏi cô là cái trường hợp ở dưới này á, tại sao mol nước chúng ta không tính theo H cộng? Thì bạn nhìn cho cô nha. Trong cái bài toán này nè, chúng ta có nè, H cộng của chúng ta á, có là cái axit của chúng ta. Ngoài tham gia phản ứng với ba dư để tạo thành muối và nước thì nó còn tham gia phản ứng với cái lysine. Và khi tham gia phản ứng với lysine, nó tấn công vô cái nhóm NH2 để tạo thành muối, đúng không? Và các bạn biết rồi, ví dụ là HCl phản ứng với này nó biến thành cái nhóm NH3Cl, đúng không? Nó có tạo ra được nước không các bạn? Không hề, đúng không? Khi mà cho phản ứng với axit nó không tạo được nước. Cho nên các bạn không thể nào tính mol nước theo mol của H cộng, mà bắt buộc chúng ta phải tính theo mol của H trừ, được không? Chỉ có ba dơ mới phản ứng tạo ra nước, được chưa nào? Hiểu ý tưởng không nào? Ok. Như vậy ha. Rồi bây giờ các bạn, mình đã xong cái đề này, đó là đề đầu tiên ôn thi học kỳ 1 do cô soạn 40 câu. Tính ra là câu này đề này 41 câu á, do nó trùng hai câu 30 nhưng mà không sao. Thì đề này các bạn nếu như mà xét về cái mức độ thì đa số các trường thì các bạn sẽ gặp cái đề nó mức độ cỡ này là như thế này thôi, chứ nó không có quá khó nữa. Trừ những bạn học trường chuyên hoặc là cái lớp chọn lớp gì đó thì đề nó sẽ khó hơn. Thì các bạn sẽ ôn khó hơn chút nhé. Ví dụ bạn ôn cho cô cái đề hôm trước cô có giải là đề sớ Nam Định ấy, thì đề đó khó hơn đề này, được chưa? Rồi, ok, bây giờ chúng ta nghỉ. Trước khi nghỉ thì có ai thắc mắc gì về những câu mà hôm nay cô giải không nào? À, đề này vừa sức đúng không? Đó là đề này nó vừa sức, cô soạn nó không quá khó. À, còn bạn nào gặp trường học mà mấy cái trường chuyên, trường điếm á, thì bạn phải ôn khó hơn chút nhé. Được nào? À, bây giờ nào, tuần sau thì chắc là chúng ta sẽ tiếp tục ôn thêm một vài buổi nữa trong khóa VIP. Thì cái lịch ôn như thế nào thì cô sẽ thông báo sau, được chưa? Ngày mai cô sẽ thông báo. Ngày mai thứ hai à ta? Sao tự nhiên nhanh dữ, mất chủ nhật mà tới ngày mai thứ hai rồi. Ok, rồi. À, bây giờ chúng ta nghỉ nhé. Bạn nào mà muốn đăng ký học khóa VIP với cô á, thì bạn inbox cho bay được chưa nào? À, lúc nãy cô nói đó, riêng những bạn mà đăng ký trong tối nay nha, tối nay thì bạn sẽ được giảm học phí. À, bạn đăng ký một lần, bạn đóng học phí một lần, bạn sẽ học từ giờ đến lúc bạn thi đại học luôn, bạn không cần phải đóng thêm bất kỳ cái khoản nào nữa, được chưa nào? Ok. Đặc biệt là những nào bạn bạn nào mà đang mắc gốc các bạn, mắc gốc vô cơ đi. Hữu cơ thì mình qua rồi đúng không? Bây giờ mắc gốc vô cơ. Bạn nào mắc gốc vô cơ lớp 10, lớp 11 các bạn đang muốn học lại lấy lại gốc để mà học tốt cái vô cơ, cái phần tiếp theo của cái chương trình khóa 12 á, thì các bạn có thể tham khảo cái khóa VIP của cô. Trong khóa thì cô ôn lại rất là kỹ về lý thuyết, lẫn các cái dạng bài tập từ cơ bản mà mình đã gặp từ các năm lớp dưới. Ta lấy lại gốc để ta học tốt lớp 12 đi đâu. Câu 22 hỏi gì Hưng ơi? Bạn Hưng hỏi gì câu 22 các bạn? Câu 22 sao em? Câu 22 hỏi gì Hưng ơi? Ok, nhanh nào. Câu 22 hỏi gì Hưng? Nhanh rồi chúng ta đi nghỉ. Đề bài hỏi là những chất nào phản ứng được với COOH lần trong môi trường kiềm đúng không? Axit, glucose, saccharose, và một cái triptic đúng chưa? Ok. Gly ala cô có nhóm chất COH, à có là cái peptic này nó có nhóm chất COH nằm cuối đúng không? À ok. Là các cái peptic của chúng ta các bạn, trong cấu tạo của nó sẽ có một cái nhóm chất axit COH nằm cuối. Có là nó thể hiện tính axit. Cho nên nó sẽ phản ứng được với ba dơ, ý của em là như vậy đúng không?
Nhưng mà ok để cô xem nào. Cũng hợp lý đấy chứ, đúng không? Các bạn biết là gì? Những chất có nhóm chất axit thì nó sẽ phản ứng được với ba dơ để tạo thành muối và nước. Nhưng mà ở đây các bạn có thể hiểu cho cô là gì? Cái peptic á, nó sẽ có một cái nhóm NH2 ở phía trước, đúng chưa? Tức là nó là một cái chất lưỡng tính ấy, thì cái tính axit của nó sẽ yếu. Được nào? Thành tính axit của thằng này nó sẽ rất là yếu. Về bản chất các bạn, một thằng mà muốn phản ứng được với cái kết tủa COOH hai lần, FeOH hai lần như kia, nó sẽ là một cái axit phải tương đối thôi, không được quá yếu. Ví dụ thằng này nè, thằng này là cũng đã hơi yếu rồi nè, phản ứng nó còn xảy ra hơi chậm rồi đó. Huống chi là cái thằng am thằng này là một cái gì, peptic đúng không? Cái tính axit của nó rất là yếu đó, thì hầu như nó không có phản ứng nha, nó không có cái phản ứng về cái mạch là tạo ra muối và nước nha Hưng. Được nào? Nó chỉ có thể phản ứng với các cái ba dơ mạnh, ví dụ là NaOH, KOH, BaOH hai lần, được chưa? Ok không nào? Chứ nó không có cái phản ứng là trao đổi tạo ra muối và nước với mấy cái kết tủa khó phản ứng xảy ra. Và các bạn, cái chương trình phổ thông thì người ta cũng không có đề cập đến mấy cái tính chất là peptic phản ứng được với COOH hai lần tạo ra muối và nước đó. Cho nên là người ta chỉ có đề cập đến phản ứng bầu biure của những cái thằng có từ tripeptic trở lên đó. Cho nên là các bạn chỉ cần quan tâm đến cái vấn đề đó thôi nha. Được nào? Dipeptic không có phản ứng màu biure đúng không cô? Đúng rồi em ơi. Được chưa? Rồi, ok xong. Cô đã giải đáp câu hỏi của bà Hưng rồi đó. Bây giờ chúng ta nghỉ thôi. Bye bye cả lớp. Chúc cả lớp ngủ ngon. Bây giờ là gì? Sếp thi cuối kỳ rồi, chúng ta chăm học lên nha. Chúc các bạn, bạn nào mà tuần tới có là các bạn thi cuối kỳ sớm á, thì bạn thi tốt và đạt điểm cao. Được chưa? Bạn ôn cho cô đại giải cho bạn được hai đề rồi á. Bạn ôn là bạn thi tốt thôi. Rồi, bạn nào mà chưa thi, các bạn tuần sau nữa các bạn mới thi chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải ôn dần dần nữa là vừa. Chứ đừng có để tới nước tới đít rồi mới chạy. Không, mấy đứa phải để nước tới cổ mấy đứa mới chạy chứ. Là mấy đứa chết á, mình phải ôn từ từ đi, vừa vừa nữa là vừa. Mình ôn phải được một tuần, hai tuần mình thi mới tốt chứ. Mình ôn có một hôm, hai hôm á, là mình thi nó không tốt đâu. Rồi, mọi peptide phản ứng với COOH lần theo kiểu axit bazơ đúng không cô? Là sao em? Peptide phản ứng với COOH lần là nó phản ứng theo kiểu phản ứng màu biure, được chưa? Chứ không phải theo kiểu axit bazơ đâu. Tại vì cô vừa nói mà, kiểu axit bazơ là nó, tại vì nó có tính axit rất là yếu ấy, cho nên nó không phản ứng được với COOH lần. Nó chỉ có theo phản ứng theo kiểu màu biure tạo ra cái phức màu tím thôi. Được nào? Rồi như vậy ha. Bye bye cả lớp. Ngủ nhé. Cố gắng thi cuối kỳ lấy 10 điểm nha mấy đứa ơi. Ok.